Hello mọi người, xin chào chị Đỗ Xanh. Chào chị Nguyễn Hằng ạ. Chào chị Nhung Trần. Chào chị Thuy Kha, chào mọi người. Hiện đang gì nhỉ? Đây được không? Giờ em được. Cái mạng em sao mọi người ạ? Cái máy của em nó không thể send được like luôn. Em đang không dừng lại như này nhỉ. Mọi người có bị ai bị như thế không mọi người? Hôm nay cũng có vẻ là trời mưa nên là có vẻ cái mạng của nó sẽ tệ hơn một chút xíu so với bình thường nhé mọi người nhá. Nó sẽ không được nhanh như bình thường đâu ạ. Xin chào chị Kiều Mai Phương, chào chị Hoàng Dạ Thảo, chào chị Nguyễn Hằng. Hello mọi người nha. Hello các bác. Các bác ơi, lên trên đây mọi người áo phao áo dạng nhá. Trời ơi, trời lạnh như này, bắt đầu lạnh rồi, bắt đầu mưa là lạnh rồi mọi người nhá. Mọi người nhanh tay đi ạ, sắm áo phao áo dạng. Hôm nay giá thì siêu siêu mềm luôn. Khoảng tầm độ từ 100 khoảng 250 nghìn một em thôi. 100 này, 150 này, rồi 200 maximum lắm là 250 nha mọi người nhá. Giá rất là mềm, các chị nhanh tay cho em nha. Đầm nhung à? Đầm nhung thì chắc là hiện tại là số này không có nhá mọi người nhá. Đầm nhung nó ít lắm mọi người ạ. Đầm nhung thì hôm nọ bên em còn khoảng tầm 10 em. Không biết là còn nhiều hay không nhưng mà chắc là còn khoảng tầm như thế thôi mọi người nhá. Và những cái em đấy có 10 em thì không đủ một số like mọi người. Thế là nếu mà chị nào cần thì em có thể ghép vào một số nào đó like mọi người nhá mọi người nhá. Đầm nhung thì em bị một cái là nếu mà hôm nào phải like 2 người cơ thì em mặc lên mọi người xem mặc giá, còn nếu không em thấy mọi người áo đầm nhung mọi người em mà giơ lên mọi người không nhìn được giá mà không chốt đâu. Nên là các chị là phải đợi xem được giá thì phải đợi em like hôm nào mà kiểu hai người em ghép vào một buổi tối đó, hoặc là hôm nào em mặc lên mọi người nhá thì mới có thể lên được giá của nó thì mình dễ chốt. Chứ còn nếu mà một người mà em dơ lên rất là khó chốt đấy mọi người. Xin chào 67 xem like của em nha. Hello mọi người nha, chào chị Nguyễn Hằng. Hello mọi người. Xin chào các bác, chào chị Nguyễn Giới. Nay có cả phao và cả dạ, giá thì siêu mềm nha mọi người nha. Dạ hôm nay thì nó là dạ F2 lớp nha mọi người nha, không phải là 1 lớp đâu, nó là dạ F2 lớp cho em nha. Còn đầm nhung hồng à? Em cảm ơn không, chị Bảo Ngọc ơi. Hôm nay thì không đầm nhung nha mọi người, hôm nay chỉ có pha và dạ thôi mọi người, hôm nay chỉ bán những đồ hạng nặng thôi. Còn đồ váy viết thứ thì không có nha mọi người nhá. Mình vừa nhận hàng đẹp lắm. Cảm ơn chị Nguyễn Đà Huyền Diệp nha. Dạ không biết em có không mọi người, để em xem nhá, chắc là nó nếu mà có thì chỉ có hai em thôi bởi vì cái dạ này không có nhiều ngắn đấy mọi người. Hôm nọ em nhớ nhầm là năm cái dãy dài thì một dãy ngắn nhá mọi người nhá, và thường thường ngắn chị rất là nhiều vì nó không có nhiều ý, nên là thành ra là cái lượng gốc của chị rất là cao, em sợ là không còn nhiều dạng ngắn đâu ạ. Chào chị Thúy Anh, chào chị Hồng Hồng. Chào chị Đỗ Giang Nam, chào chị Hà Linh, chào chị Hạ Hỏa. Hello mọi người nhé mọi người nha. Ok, em sẽ lên dần mọi người luôn mọi người này. Em đầu tiên em này quá đẹp lẫn đây mọi người này. Em này xuất sắc cho em luôn nhé mọi người nhá. Đây, đầy đủ mũ lông cho mọi người luôn nhé mọi người nhá. Em này đi ạ, thoải mái cho em size M. 50 tầm độ 55 cân, chất còn nó chắc mịch mọi người, mặc lên rất là sướng nhá, ấm lắm. 50 55 cân mặc vừa em này. Bán em chỉ với giá là 200 nghìn thôi. Chốt cho em ở hàng cho em này, mã số là 237 cho em luôn này. Nó mất ba tác nha. Mã số là 237 cho em nhá. Thôi được rồi, shop ơi à. Cảm ơn. Ok chị Vũ nha. Mã số là 237 cho em luôn này. Đây. Pha lông vũ đây ạ. À. Ai cần phao lông vũ thì nhanh tay cho em rồi nhá. Pha lông vũ này, dáng dài cho em luôn. Đa số phao nó sẽ là kiểu dáng dài và dáng lửng nhá mọi người nhá. Dáng ngắn ít thôi ạ. À. Đây, lông vũ này 237 cho chị Đỗ Xanh. Ở pha lông vũ này, em này bên ngoài là màu kiểu màu nâu nhá mọi người nhá. Đầy đủ tác da cho em luôn này. Em này cũng khoảng tầm độ size M, 50 đến 55 cân mặc vừa em này cho em này, 100 nghìn, mã số là 499 cho em luôn này. Mã số là 499. Trời ơi, lông vũ mọi người ơi. Lông vũ 100 nghìn độ thì không mua đúng không? Phao trời ơi, lạnh rồi, nhanh tay cho em không có nhiều đâu. Em này ạ, à, bên trong này giá sẽ giật mình 100 nghìn. Bên trong này lót một lớp len, em này nó hai lớp nhá mọi người nhá. Em này ạ, lớp len này một lớp phao cho em 45 tổng cộng 5253 cân mặc vừa em này. Dưới 53 cân thì mặc vừa những em này cho em luôn này. Bán em này ủi 100 nghìn luôn, pha lông vũ cho em nhá. Chốt cho em mã số là 478 cho em luôn. Mã số là 478 cho em luôn này, lên dạ mọi người nhá. Em này ạ, lên này, lên dạ mọi người luôn này. Lên một em dạ cho mọi người luôn nhá. Đây. Lên em dạ mọi người màu đen đi. Lên một em dạ màu đen theo chị này. Lên một em dạ màu đen theo. Em này có đầy đủ tem mác cho em nha mọi người nhá. Em này nó ghi là size M, theo em này phải tầm độ size L cơ ạ. 55 đến 65 cân mặc vừa này em này. 55 đến 65 cân nhân L, XL này. Yêu cầu cao cho em trên 1m58. Bán em này các chị với giá là 100 nghìn, mã số là 507 cho em luôn này. Mã số là 507 cho em luôn nhá mọi người nhá. Cần phao kiểu gì, dáng gì bảo em. Hôm nay bác ca làm thì ít lắm chị ơi. Không, em nói luôn nhá, là bác ca không có luôn. Bác ca thì không có, bác nào mà cần bác ca thì các chị vào vào khu đi kiện nhá. Bác
AK nếu mà khui kia nó sẽ có giá khoảng tầm bộ 500.000 nhá mọi người nhá. Còn hôm nay giá 100, 150 thì nó sẽ như là đương nhiên là sẽ không có nhá mọi người nhá. Hàng hiệu của Ellie cho em mọi người này. Hàng hiệu của Ellie, bác nào mà cần những sản phẩm siêu đẹp mọi người thì mọi người vào khui kiện cho em sẽ có nhá mọi người nhá. Tối mai thì bạn sẽ có khui kiện nhá mọi người nhá. Còn ai mà những cái hàng mà sản phẩm vừa phải thôi thì lấy em này cho em này. Nhưng mà sau giá 100.000 thì em này nó quá là đẹp rồi mọi người ạ. Em này tiếp này. Em này ạ, một em hàng hiệu phao của Ellie mọi người nhá. Này, chất phao chị này. Chất phao này căng mịn cho em luôn nhá. Phao lông vũ cho em cực kỳ xịn sò đấy ạ. Hàng hiệu của Ellie, bên ngoài màu của nó là màu xanh tím than cho em luôn này. Thoải mái cho em size S và M nhỏ. 53 cân mặc vừa em này. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này cho em nhá. Dáng phao đến giữa đủ của em này, 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. Bán em này với giá là 150. Chốt cho em mã số là 673 cho em luôn này. 150 chốt cho em mã số là 673 cho em luôn này. Phao thanh niên nam 20 tuổi mọi người. Ờ, quan trọng bao nhiêu cân nhá mọi người nhá. Còn em không biết là bao nhiêu tuổi mọi người. Cứ tầm hình cả quá nam đấy chị ơi. Cứ tầm cân nặng, ví dụ như con chị 20 tuổi nhưng mà nó các bạn ấy size L hoặc XL. Còn có những bạn 20 tuổi nhưng bạn chỉ size M hạn thì mọi người cứ giữ cân nặng cho em nhá mọi người nhá. Tiếp theo này, đây này, ai phao size to này, thường thường phao sẽ là màu tối nhá mọi người nhá. Phao này nó không như dạng, đa số nó sẽ là màu tối, màu đen, màu xanh và màu nâu nhiều hơn là những cái màu khác mọi người nhá. Màu đen này, phao size L đấy ạ. Ai size L thì lấy em này cho em luôn này. Một em phao chuẩn L, dáng của nó là dáng kiểu cổ khăn nhá. 55 đến 60 cân mặc vừa những em này cho em luôn này. Bán em này 100.000, chốt cho em mã số là 533. Chứ mà phao 100.000 nó sẽ không lấy, không lấy cái gì nữa mọi người nhá. Mã số là 533 cho em luôn này. XL, XL không có nhiều nhé mọi người nhá. Đa số nó chỉ có S, M và L là nhiều thôi. XL 3673 cho chị người bí xứ. Mic mũ lông của chị này. Lên một em chị. Ok chị, lên một em mũ lông của chị nhá. 45 đến 50 cân thôi ạ. 45 đến 50 cân mặc vừa như em này. Phối mũ lông cho em luôn này. 100.000 mã số là 466 cho em luôn. Mã số là 466 cho em, dạ xanh đây. Mã 533 cho chị Tuyết Bùi. Dạ xanh nhá, nó ghi XL cho em luôn này. Dạ xanh nó ghi là XL cho em nhưng em không đến đâu ạ. Em này cho em khoảng độ size M thôi. 50 đến tầm độ 57 cân thôi ạ. Dạ xanh này, chất dạ mềm mịn cho em. 50 đến 57 cân mặc vừa những em này cho em. Bán em này chỉ với giá là 100.000, mã số là 748 cho em. Mã số là 748 cho em nhé mọi người nhá. Mã 748 dạ hồng đi. Thấy nhiều màu, nhiều thích màu hồng, em thích màu hồng lắm. Cái màu hồng là cái màu rất là dễ mặc đấy mọi người nhá. Cực kỳ nữ tính này. Bên trong lót lụa cho em. Bên trong lót một lớp lụa satin cho em luôn này. Em này tầm độ size L rồi ạ. 55 đến 60 cân mặc vừa em hồng cho em. Dáng dài đến bụng chân nhá. 748 cho chị Dương Hà. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 100.000 mã số là 2866 cho chị Milai. Mã 280 cho em luôn này. Mã số là 280 size L nhá mọi người nhá. Một em màu xanh rêu đấy ạ. Lên có dạng màu cỏ úa. Ok chị, đây em này đúng chị. Em này nhá mọi người nhá. Em này này. Em này bên ngoài là xanh rêu. Nó ghi là L theo chỉ là S mọi người nhá. Nó ghi là L nhưng theo em chỉ là S. Mã 280 cho chị Dương Hà. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 747 cho em này. 150.000 mã số là 747. Đây cỏ úa em này không chị? Mic lông thỏ nha mọi người nhá. Đây. Cỏ úa này phối lông thỏ cho em nhé mọi người ơi. Cỏ úa phối lông thỏ cho em này. Em ơi xinh đấy, mặc em mặc vừa in. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân mặc vừa em cỏ úa cho em luôn này. 100.000 mã số là 159. Mã số là 159 cho em luôn nhá. Ui giời màu đỏ đây. Màu đỏ rất là nhiều thích, bởi vì sao? Màu đỏ mặc lên nó vô cùng sáng da nhé mọi người nhá. Bên trong màu đỏ nó có lót những cái lụa, lớp lụa. 3747 cho chị Thanh Loan Trần. Nó in cái phần gì à? Hãng của nó vào tên nó luôn nhá mọi người nhá. Em này đi ạ, thoải mái cho em này. M, L, XL. Dưới 65 cân mặc vừa em này. Màu đỏ dưới 65 cân này. 100.000 mã số là 759 cho em luôn. 100.000 mã số là 759 cho em luôn. Hồng tím đấy ạ. Lên một em màu hồng tím cho em mọi người nhá. Lên một em màu hồng tím. 40 50 cân của size nhỏ em này. Mặc lên vừa y mọi người luôn này, đẹp chưa? 40 50 cân mặc vừa em này. 40 đến 50 cân mặc vừa em hồng tím cho em này. Lên form chuẩn cực kỳ, rất dạng ép hai lớp lông cừu nhá, đầy đủ đai tay cho em luôn. Bán đây mấy chị này. Đây. Bán đây mấy chị này, em này chỉ với giá là 150.000 thôi. Chốt cho em mã số là 242. 150.000 mã số là 242.
phong nam sở hữu ít mọi người nhá, phong nam ít mọi người ạ, đa số đây là phong nữ nhiều thôi, bởi vì là các chị rất là nhiều săn phong nam ấy, và bình thường là vốn là cái số lượng phong nam cũng rất là ít hơn rồi, bình thường nhá chỉ có 3% là phong nam thôi, mà các chị lần nào chị phong săn phong nam ấy rồi, thành ra phong nam ít lắm mọi người nhá, rất là hiếm luôn mọi người. Bật em tiểu hoa nóng tiếp chị này, em là XS cho em máu lắm. Má 242 cho chị Hồng Hồng. Đây, tiếp chị này, em này tiếp nha, một em màu hồng cho em này. Một em màu kiểu hồng kem. Hồng kem này 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Đấy có chị không? Trở lại nha em mặc em tắt mồ hôi của chị nhá. 45 đến 50 cân nó rất là ấm cho em. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Mic đầy đủ đai tay này. 100.000 mã số là 751 cho em luôn. 100.000 mã số là 751 cho em luôn này. Phao của nữ tiếp này. Phao của nữ cho em nhé mọi người nha. Đây, một em của nữ này 45 đến 50 cân. 45 đến 50 52 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Phao của nó là phao lông vũ xịn sò mà dáng phao bóng cho em luôn nhé mọi người nhá. Bán em này chỉ với giá là 100.000 mà số là 763. Ơ không bỏ ngố đâu mọi người ơi, bởi vì sao? Bên em bán hàng đông rồi nên bỏ ngố phải đặt trong mùa hè nhá. Đây là con mà. Má 751 cho chị Thanh Loan Trần. Nhà gì bên bên bỏ ngố nhỉ? Em này chị này, em này nhá, của trẻ con rồi, tay lửng của chị này. Một em dáng tay lửng các chị ơi, các chị nếu là chị nào mà cần xem sản phẩm gì thì mọi người ấn cho tao biết mọi người nhá. Khi mà có bên sẽ thông báo trên bếp. Bởi vì là ví dụ như là những cái sản phẩm mà em ví dụ như là những sản phẩm các chị muốn tìm, cũng như bây giờ các chị muốn tìm váy len đi thì hiện tại nhá là nó vẫn chưa về được tới ở Việt Nam đâu mọi người, bởi vì là bé vẫn đang đấy là mới nhập ở bên kia về nhá mọi người nhá. Hoặc là delay em vừa mới về thôi, nó vẫn chưa được, nghĩa là vẫn chưa giật lá chú sẽ rất là còn rất là lâu lắm mọi người nhá. Các chị theo biết cho theo biết cho em khi nào mà khi mà có like hay là nhà tối ngày mai sẽ thông báo từ trước nha mọi người nhá, chứ còn hiện tại cũng nói chính xác ngày nào về thì em không thể biết được mọi người nhá, bởi vì còn đợi giật là đâu phải mình giật là được đâu ạ, còn rất là nhiều người xếp hàng giật là đó mọi người ạ. Em này nhá, của trẻ con này, chỉ là các con lấy này đi, các bé khoảng tầm độ từ 30-35 cân, các con bán với giá 50.000 mã số là 465, mã số là 465 cho em nhá mọi người nhá, mã 465 cho em luôn này. Phao màu kem đi ạ, phao màu kem cho em, bình thường bỏ ngủ phải là mùa hè chứ nhỉ. Đây các chị này, màu kem cho em này. Hàng bao size L đây. Ai hỏi size L thì lấy này cho em này. Ai hỏi size L đây ạ, dáng của nó là phao béo nhá. 55-65 cân mặc vừa của nữ. 55-65 cân của nữ này. 100.000 mã 303 này, bán hết của người phòng 100.000 luôn nhá. Mặc dù là 303 cho em luôn. Giá rất là mềm, bác lấy đúng mà thôi đấy. Em này size L này, các bác mà không mua hôm nay mọi người nha, là mấy em sẽ nói luôn nhá, khi mà khui kiện nó sẽ không còn pha cái giá này đâu mọi người ơi. Em này ạ, L 55-60 cân, 55-60 cân mặc vừa em này này, mix cho em luôn này. Bán em này với giá là 100.000, mã số là 797. 100.000 này, chốt cho em mã số là 797 cho em luôn nha. Mã 797. Mã 303 cho chị Dương Ngọc Hương. Size L kệ em lỗi bỏ qua luôn mọi người nhá, là lỗi bỏ qua luôn nhá. Đây, lông thỏ tiếp đây này. Một em phối lông thỏ tiếp cho em luôn. Đây. Một em phối lông thỏ tiếp cho em này, hàng của 7 size L đấy ạ. Em này 55-60 cân. 7 chị Trung Nguyễn. 55-60 cân. Ôi giáng cổ khăn đẹp chưa? 55-60 cân mặc vừa em này, trời lạnh rồi. Giá em mét 100.000 ở số là 703. Vừa lạnh này mà lại còn sắt vào đông nữa rồi. Các chị nhanh tay cho em, hiện tại nó đang lạnh luôn rồi đấy. Đây này. Ai lấy cho là con trai lấy em này cho em mọi người nhá. Dụ con trai, các chị hoặc là các anh chồng ấy, mọi người thì lấy em này cho em. Size to của nam, 65-70 cân của nam ạ. 65-70 cân của nam này, 100.000, mã số là 405 màu vàng. Mã số là 405 này. Phao lông vũ các chị đây. Một em này là áo phao lông vũ cho em nhá mọi người nhá. Dáng của nó là dáng cổ khăn này, phao lông vũ này, 45-50 cân mặc vừa em này. 45-50 cân phao lông vũ cho anh em mọi người nhá. Bán em này 100.000, chốt cho em mã số là 35. Chỉ 100.000 thôi, chốt cho em. 703 chốt chị Hoàng Hà. Mã số 35, không phải nghĩ đâu chị nhá. Size L đấy ạ, mà em dạng đỏ đi. Dạng đỏ thấy là dạng riêng dạng mấy cái dạng màu mọi người. Các chị rất là thích, bởi vì thường thường dạng hay là khoác ấy, đó là số là màu tối, màu đỏ như vậy hay màu sắc như vậy ít lắm. Em này nó ghi là size L nhá. 55-60 cân mặc vừa em này. 55-60 cân này, tay loe nhẹ nhàng. Bán em này 100.000, mã số là 256 cho em. 100.000, chốt cho em mã số là 256 cho em luôn nhá. Mã 256 này, size M đi.
lên một em size M đi ạ. Lên một em size M này, 50 đến tầm độ 55 cân một kem các bác nhá. Không phải nghĩ luôn, màu kem thì quá đẹp rồi. 50 đến 55 cân một vừa những em này cho em. 100 nghìn một em cho giá quá mềm đúng không? Mã số là 738 chị Hà Hồng ơi. 738 rồi em sao đẹp chị này. Cái sao này nhá mọi người nhá. Sao lông vũ lại còn có lắc các mọi người ạ. Lông vũ lại còn có lắc này. Em này nhá mọi người nhá, màu xanh, cái phao nó căng lắm. Các chị là những em này đi phao rất là căng, rất là đẹp luôn. Size S và M nhỏ dưới 53 cân mặc vừa em này. Dưới 53 cân này. Dáng phao hàm và phao lông vũ nhá, dưới 53 cân mặc vừa những em này. 100 nghìn mã số là 525. Mã số là 525 cho em luôn nhá. Mã 525 này. Em này đã ép miếng. Mã 738 cho chị Viên Hà Nguyễn. Dạ ép miếng thì em nói rồi nhưng mọi người nha, nó chỉ thua mỗi là dạ ép lô cứng lớp không tay thôi. Còn lại thì đa số nó sẽ là dáng xịn và chất nó xịn hơn là cái dạ hai lớp như này nha mọi người nhá. Nhưng mà lẫn trong kiện này bán mọi người luôn với giá là bán luôn với giá là 100.000 cho mọi người luôn vì nó giống như là dạ hai lớp lẫn kiện này rồi. Em này nhá, dạ ép miếng nhưng mà size to đấy ạ. Bác nào L, XL, XL khoảng tầm độ từ 58 đến khoảng tầm độ 70 cân mặc với những em này cho em được này. Bán em này 100.000 mã số là 207 cho em luôn. Mã số là 207 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã 207 cho em luôn này. Phao này. Phao đi. Phao béo. Em này oversize S, M, L, XL đều vừa này. Em này bị lỗ hích xô bông nhá, bán luôn 50.000 thôi. Tặng chị là tặng như là hôm nay mà em hàng với em rồi nhá. 50.000 mã số là 17. 50.000 chốt cho em mã số 17 cho em luôn này. Mã 17 này, phao béo đi. Lên một em dáng phao béo cho em chị này. Phao béo màu đen cho em mọi người nhá. Phao béo màu đen em này thực ra theo em là nam nữ đều ok nhưng mà em nghĩ là nam sẽ ok hơn đấy ạ. Khoảng tầm độ size L của nam, 60-65 cân của nam đấy ạ. Ai với các con trai hay là các anh chồng lấy này nhá, 60-65 cân mặc vừa em này. 100.000 phao thôi, mã số là 533 cho em luôn này. Mã số là 533 cho em luôn nhá. 533 này. Đây, màu đỏ đi ạ. Bên trong trần trám toàn bộ. Bên trong trần trám toàn bộ cho em luôn này. Em màu đỏ cho em nhé mọi người nhé. Chất em này nó như kiểu hơi nhung tăm mọi người. Em này L, XL, 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân mặc vừa em này. Mã 533 cho chị Hà Hồng ơi. 100 nghìn mã số là 166. Mã 17 cho chị Trang Ly. Chị này, em này nhé mọi người nhá. Em này tiếp này, có kèm cả mũ này. Chị Trang Ly nhớ cho em nhé, là chốt của một chiếc nữa thì mới được nhé mọi người nhá. Em này tiếp này, em này thoải mái size to cho em này, L, XL, thoải mái từ 60 khoảng tầm độ 68 cân của nam. 60-68 cân của nam này, 100.000 luôn, phao lông vũ nhé, mã số là 467. 100.000, mã số là 467 cho em luôn ạ. Mã 467, dáng phao run ạ. Lên một em dáng phao run, em này dáng nó giống như kiểu là dáng áo phi la mọi người. 45 đến 50 cân mặc vừa em này này. 45 đến 50 cân mặc vừa em giống tiểu dáng phi la nhé. 45 đến 50 cân. 100.000. Mã 166 cho chị Hành Tây. Mã 546. 100.000 mã số là 546 cho em luôn. Mã 467 cho chị Nguyễn Ngân. Đây này đẹp cho em ơi, dạ ép miếng các bác ơi. Em bảo rồi nhá, riêng dạ ép miếng chỉ thua mỗi dạ ép này cùng với nó không tay thôi. Còn đâu nó hơn dạ hai lớp rất là nhiều. Em này ạ, L 55 đến 63 cân nhá. 100.000 mã số là 126. 100.000 mã số là 126 này. Em này size đại rồi này. Em này yêu cầu các chị nào cao to hàng của nữ ấy mọi người nhá, những yêu cầu cao to này. Yêu cầu nặng cho em khoảng tầm độ từ 65 đến 70 cân. 65 70 cân mà yêu cầu cao cho em trên 1m60. Và em này 100.000 mã số là 761. Ai chị có nhà chị có ai mà cao to lấy này đi. Mã số là 761 cho em luôn nhá. Mã 126 cho chị Quản Thị Viên. Sao lông vũ nghiền đó chị nhá. Lông vũ nghiền nó rất là xịn, nó còn cao hơn là lông vũ bình thường đấy mọi người ạ. Bởi vì khi mình sờ rất là khó sờ thì cân của nó nhé mọi người nhá. Nó nghiền nó rồi mà. Em này ạ, L đi, 53, 57 cân vừa em này. 53, 57 cân này, lông vũ nghiền cho em nhé mọi người nhá. Bán em này với giá là 100.000, mã số là 792 cho lông vũ 100.000. Mã số là 792 cho em luôn này. Mã 792, tiếp theo này. Một em dáng pha bóng. Một em dáng phao bóng, em này size to nhá, phải tầm của size L đấy ạ, 55 đến 60 cân. Màu này của nó quá đỉnh luôn ấy, màu rêu. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. Em này nhá, nhìn bên ngoài mới cho em lắm, mới lắm mọi nhá. Phải mới tầm độ 95-96% luôn đấy ạ. Bán em này 100.000. Mã 792 cho chị Hà thôi. Mã 899. 100.000, mã số là 899. Trời ơi các bạn ơi. Lẫn một em giả kẻ đấy các bạn nhá. Lẫn một em giả kẻ này. Dạ, cả đấy em thường bán với giá là 350.000 một em. Và em ở với giá là 200.000 một em thôi nhá. Size L cho em luôn này. Lên một em size L lớn dạ kẻ đi. 55 đến 60 cân mặc vừa em này, dạ kẻ đỉnh đỉnh. 55 đến 60 cân, 200.000 mã số là 523. 200.000 dạ kẻ, mã số là 523. Trời ơi. Dạ,
áo phao lông vũ siêu nhẹ các em nhá. Áo phao lông vũ siêu nhẹ thì không phải nghĩ rồi, bình thường em này bán cực kỳ chạy và nó gần như là không còn luôn nhé mọi người nhá. M50 tầm độ 55 cân. 99 cho chị Nguyễn Trang. 50 55 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 725. 150 mã số là 725 cho em luôn. Mã 725 này em lại xinh này. Mọi em dạ thêu ạ. Dạ màu xanh lá nhé mọi người nhá. Dạ màu xanh lá em hàng Edison nó cũng là hàng hãng ấy mọi người ạ. Xanh lá cho em này, size L và XL nhỏ, 55-63 cân mọi người. 523 cho chị dạ, Trang đi. Dạ kẻ cho mã cho mọi người, thân thân em đọc nhá mọi người nhá. 55-63 cân mọi người em này, 100.000 mã số là 25 cho chị Nhung Nguyễn. 253 cho em luôn. Mã số là 253. Trời ơi các bác ơi, chất xịn sò quá. Chất xịn sò dã man nhá mọi người nhá. Em này này, chất dày dặn cực kỳ. Em này đây ạ, em này theo em là của nam. Khoảng tầm độ size M của nam, từ 55-60 cân của nam nhá. 55-60 cân của nam này, 100.000 mã số là 787. Em mặc rất là dài tay nên của nam nhá. Mã số là 787 cho em luôn này. Mã 787 cho em, hàng hiệu hàng xuất của chị ơi. Hàng này nó là hàng xuất nhá mọi người nhá. Hàng hiệu của Origi cho em luôn. Hàng này nó gần giống nhà thiết kế mọi người. Hàng hiệu Origi nhá, giống nhà thiết kế này. Cái cổ là 787 cho chị ý. Yêu cầu chị nào size to một chút, M lớn và L, 53-60 cân này. 53-60 cân mặc vừa em này. Và yêu cầu cao cho em trên 1m60. 100.000 mã số là 250 cho em. 100.000 chốt cho em. Mã số là 250 cho em luôn nha. Mã số là 250 cho em luôn nha. Mã 250 cho em luôn nhá. Đây, màu hồng cho em luôn chị. Mã 250 cho chị. Chuyên đồ si. Hàng hiệu của Zaret Fay. Hàng hiệu của Zaret Fay nhá mọi người nhá. Em này S thôi, 45-50 cân mặc vừa em này. 100.000 mã số là 189. 100.000 chốt cho em. Mã số là 189 cho em luôn nhá. Mã 189 này, size số 90. 45-50 cân mặc vừa em này. 45-50 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này với giá là 100.000, mã số là 241 cho em luôn. 100.000 chốt cho em, mã số là 241 cho em luôn nha. Size L đi ạ. Lên một em size L cho em đi. Đây, size L đi ạ. 55-65 cân mặc vừa em này. 55-65 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Màu đỏ cho em nhá. Chỉ 100.000 chốt cho em, mã số là 38 nhanh tay này. Dạ màu đỏ, chốt cho em mã số là mã số 38 cho em luôn nhé mọi người nhá. Mã số 38 này, màu rêu đi mọi người ơi. Lên một em màu rêu đi ạ. Lên một em màu rêu cho em luôn này. Màu rêu ạ, em này thoải mái cho em size L, XL nhỏ, 55-63 cân. 55-63 cân thì mặc vừa em này cho em. Mã 189 cho chị Dung Nguyên. Bán em này 100.000, mã số là 254 cho em. 100.000, chốt cho em mã số là 38 cho chị Ban Mai. 254 này, đây tiếp theo này, đỉnh chưa, em ơi, chất đỉnh dã man nhé mọi người nhá. Em này đi ạ, thoải mái M lớn và L, 53-60 cân. 5241 cho chị Nguyễn Thanh Huyền. 53-60 cân mặc vừa những em này này, 100.000 mã số là 301 cho em luôn. 100.000 chốt cho em mã số là 301 cho em luôn nhá. Size chuẩn S đấy ạ. Lên một em này. Vâng. Lên một em size chuẩn S này, 45 tổng độ 53 cân mặc vừa em này. 45 tổng độ 534 cân mặc vừa em này cho em mọi người nhá. 100.000 mã số là 519. 100.000 chốt cho em mã số là 519 cho em luôn này. Mã 519 này. Đây tiếp theo nhá. Món tiếp theo này. Đây em này ạ. Em này tiếp nữa này. Em này size to đây mọi người. Em này hai bên đụng vai, em này là của nam mọi người nhá. Cái dáng này là dáng của nam rồi. Xanh lá 253 đây ạ. Anh nào khoảng tầm độ từ 65. 301 cho chị. Anh Trang phải từ 65-75 cân mặc vừa em này. 65-75 cân của nam nhá. Bán em này 100.000 mã số là 162 của nam cho em. Mã số là 162 cho em luôn này. 162 hàng của nữ đấy chị ơi. Phao nữ em cái phao là căng đẹp lắm. 45 tầm tổng 53 cân nhá. 45-53 cân này phần dưới hơi mít một chút dạ. Dáng giữa đùi của em luôn. Phao này của nó là phao trần nhá mọi người nhá. 100.000 mã số là 740 cho em luôn này. 100.000 mã số là 740 cho em luôn nhá. Mã 549 cho chị Dung Nguyên. Mình mũ lông cho em này. Một em phối mũ lông đây ạ. Phối mũ lông này, size M, 50-57 cân. 50-57 cân mặc vừa em này, phối mũ lông này. Bán em này 100.000, chốt cho em mã số là 819. Mã số là 819 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã 819 cho em luôn này. Đây, ủi dồi ôi, cái màu đẹp chưa.
cái màu nó phải màu xanh mọi người nhá. Bên ngoài em thấy là nó hơi hơi kiểu xanh xanh phối tím nhạt, kiểu màu gọi là tím tím giống kiểu màu tím violet mọi người. Em này nhá, hàng hiệu của Hàn đấy ạ, hàng design by Korea cho em luôn. Size L 55-63 cân một người em này. LXL nhỏ 55-63 cân nhá. 100.000 mã số là 164. 3819 giúp chị Hà Hồng Mai. 100.000 mã số là 164. Em này giống như em vừa đấy này. Cũng bên trong lớp len và bên ngoài là một lớp phao cho em nhé mọi người nhá. Dáng cổ phao lên mặc lên cực kỳ ấm. M 50 tầm độ 55 cân. 100.000 mã 626. 100.000 mã số là 626 cho em luôn này. Mã 626 này, size M cho em luôn nhá. Ui ui, màu đẹp thế, cái màu vàng phô mai xinh lắm. 50 tầm độ 55 hoặc 57 cân mặc của em này. 50 55 cân này, max siêu 57 cân mặc em này lên màu này quá tôn da luôn. 100.000 em thôi, giá mềm như tặng chị nhá. Mã số là 172 cho chị này. Mã số là 172, trời ơi các bác ơi. Áo này không nhận, em nhầm là của nam nhá mọi người nhá. Đây. Ai lấy cho chồng hay con trai của nam thì lấy này. Cái quả cổ lông của nó thôi rồi các bác nhé. Nè, cổ lông này. Cổ lông của nó là thế này. Quả cổ lông của nó này. Mã 172 cho chị Hà Hồng Mai. Em này mới luôn mọi người nhá. Em này có lỗi hay cái gì này. Ở phần cổ hai bên ngày xưa mọi người, ở đây nó có phần cúc bấm này. Thế nhưng nó mất cái cúc bấm này rồi và em không thể sửa cho mọi người được. Em fix mọi người, em này có 50.000 thôi. Phải có đơn rồi mới đúng hàng với giá 50.000 nhá mọi người nhá. Em này ạ, mít cổ lông toàn bộ cho em luôn này. Thoải mái cho em này, ui pha lung vũ cho em luôn này. Size M lớn và L, 53 60 cân một vừa em này. 53 60 cân nhân 50.000 thôi, mã số là 665 cho em. 50.000 lông vũ chị nhá, mã số là 665. Mã 665 cho em. Mã 665 cho em rồi nhá. Này, tiếp này, phao lông vũ tiếp, em này của nam rồi. Phao lông vũ của nam size L ạ. Size L của nam từ 60-65 cân của nam nhá. 60-65 cân của nam, màu cam này. Mã 665 cho chị Nguyễn Trang. 100.000 mã số là 496. 100.000 mã số là 496. Trời ơi, phao đen đẹp thế. Mã 665 chỗ này cho chị Hảo Thân. Ôi, em này còn mối nguyên tem mát cho em luôn này. Còn mối nguyên tem mát cho em luôn các bác ơi. Em này xoay mò. Mã 496 cho chị Nguyễn Hằng. Size M, ui đẹp thế em ơi. Này, em này nhá, M, L ấy mọi người, 53, 60 cân cho em. 53, 60 cân mặc vừa em này, bên trong trần đẹp lắm. 53, 60 cân mặc vừa em này size to. Em này em nghĩ không đến, phải 63 không rồi. Em này theo em nhá, phải gặp XL, 60, 65 cân mới đẹp ấy. 60, 65 cân mặc vừa em này, 60, 65 cân mặc vừa em này cho em đẹp được này. Em này thường 300.000 bằng giá 100.000 thôi nhá. 100.000 mà số là 818 em size to, size đại. Mã số là 818 từ 60, 65 cân lấy cho em. Mã 818 cho em luôn này, màu xanh đi, em size mò đi. Một em dạ size mò. Sắn tay nhá mọi người nhá. Những em dạ nào mà bị dài, những em dạ nào mà hay là em khoác là bị dài tay, mọi người nên sắn tay lên cho em sẽ đẹp hơn nhá. 50 tầm độ 55 57 cân. 50 tầm độ 57 cân tầm cuối em này cho em. 100.000 mã số là 743 cho em luôn này. Mã số là 743 cho em luôn nhá mọi người nhá. Mã 743 cho em luôn này. Chỉ có hai dãy phao thôi mọi người nhá, còn lại mã 818 cho chị Thanh Lan Trần. Này, nhanh tay này, dạ kẻ này. Nãy các bác nào cứ thích dạ kẻ nhanh tay cho em đi, không có nhập dạ kẻ nữa nhá. Size nó ghi là size M. Dạ kẻ nhanh tay cho em luôn này, một em dạ kẻ đấy ạ. Lên một em dạ kẻ này, em này nó ghi là M theo thì tầm độ XL rồi. 60 65 cân dạ kẻ đầy đủ đai tay luôn. 200.000 mã số là 190. Chị 200.000 chuyển khoản cho shop được trực tiếp thì nhá. Mã số là 190 cho em luôn nhá. Mã 190 này. Phao đây ạ. Một em phao chị này. Lên một em phao cho em mọi người ơi, đẹp chưa? Phao họa tiết 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân mặc vừa em này. Bán em này các chị chỉ với giá 100.000 mã số là 477 cho em luôn này. Ui dồi ôi này. Em này không đẹp đúng là chịu bác ơi. Màu đẹp mà dáng đẹp mấy đúng là chịu, không biết nói gì lắm bác ơi. Đây, màu đỏ mận cho em này, bên trong lót lụa cho em. Nó kiểu lót nó nhung nhung ấy. Đây em này ạ. 45 tầm độ 50 cân mặc vừa em này. Em này quá xuất sắc luôn. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em màu đỏ mận nhá. Màu này quá tôn da luôn. 100.000 mà em. Chốt cho em mã số là 303 cho em luôn này. Mã số là 303 cho em mọi người nha. Mã 303 cho em size L đi ạ. Ok bạn. Chuyển khoản bao nhiêu? Chị chốt mấy cái. Chị chốt cho em khoảng 500.000 để cọc cho mọi người. Xong rồi nếu mà khi nào mà chốt đơn các bạn sẽ tính cho mọi người trừ 500.000 đi. Mọi người thiếu bao nhiêu thì bạn sẽ bảo mọi người chuyển nốt hoặc là lên ship code cho mọi người nhá. Em này ạ, LXL 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 100.000 mã số là 226. 100.000 mã số là 226 cho em.
Mà 303 cho chị Yến Nguyễn. Mà 226 cho em luôn này. Đây, phao đây ạ. Phao màu đỏ hồng cho em một cái nhá. Phao màu đỏ hồng size L, 55-60 cân của nữ ạ. 55-60 cân của nữ này dáng hơi xòe chữ A nhé. Bán em này 100.000, mã số là 657. 100.000 chốt cho em mã số là 657 cho em luôn nhá. Màu tím cho em luôn này. Lên một em màu tím cho em mọi người ơi. Màu tím này, phao trần. Một em màu tím phao trần đấy ạ. M lớn và L, 53-60 cân. 53-60 cân một người này. Mã 657 cho chị Hà Hồng Mai. 100.000 mã số là 461. 100.000 mã số là 461 cho em luôn nhá. Mã 461 tại bên trong trần trắng hết toàn bộ luôn. Màu kiểu đỏ mận mọi người. Bên trong một trần chám hết. Mã 226 cho chị Phương Đông. XL này, 60-65 cân. 100.000 mã số là 222. 100.000 mã số là 222 này. Dáng trần phao kiểu siêu nhẹ này. Dáng phao trần kiểu siêu nhẹ cho em mọi người nhá. Phao trần kiểu siêu nhẹ này. Em này ạ, em này theo em là của nam rồi. 60-65 cân của nam đây ạ. Size L của nam. 461 cho chị Lê Thị Thu Huyền. 60 cân của nam, 100.000 mã số là 795 áo của nam nhá. Mã số là 795 cho em luôn này. Ủa, phao lông vũ bác ơi. Một em phao Hàn nhé mọi người nhá. Phao lông vũ cho em luôn, xịn sò mẹ ơi. Cái phao nó mới lắm mọi người. Em này phao ở trên tầm độ 97-98% luôn các chị nhá. Mới rất là mới luôn. Mới tầm 97% luôn các chị, mới như nào rồi đấy. Chất mới ơi là mới này. Lại còn là phao lông vũ này. Lại còn là size M nữa, rất là dễ mặc luôn. 50-57 cân này, tem mát cho mọi người nhá. 50-57 cân mặc vừa như em này. 50-57 cân mặc vừa em này cho em phao lông vũ này. Bán em này các chị chỉ với giá là 100.000, mã số là mã số 78. 100.000 chốt cho em mã số 78 cho em. 819 chốt cho em. Chốt rồi mọi người ơi, chốt rồi ạ. Chốt rồi nha. Lấy tiếp theo các chị này. Một em màu mận tím. Một em màu mận tím kiểu màu mận tím Sapa mọi người. S thôi nhá. 45 tầm độ 52-53 cân mặc vừa em này. 45 đến 52-53 cân mặc vừa em này cho em. 78 cho chị Nga Hoàng. 100.000 mã số là 617. 100.000 chốt cho em mã số là 617 cho em luôn nhá. Ui dồi mày xinh. Em này xinh nhất ngay ngà Tây các bác ơi. Đây. Xinh nhất ngay ngà Tây nhá mọi người nhá. Em này đây ạ. Thoải mái S cho em 45-50 cân, dáng tiểu thư vô cùng. 45-50 cân mặc vừa em này nhá. Bán em này 100.000 mã số 13. 100.000 mã 617 cho chị Thanh Lê. 13 thì quá xinh mọi người, là tiểu thư bác là kiểu thư đấy luôn. Em để em đặt ra đảo, em đảo em mặc đấy cũng được. Xinh lắm. 45-50 cân mặc vừa em này. 45 tầm độ 50-53 cân nhá. 45 đến 50-53 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 100.000 mã số là 259. 100.000 mã số là 259 cho em luôn nhá. Mã 259 cho em luôn này. Rồi tiếp theo này. Mã 13 cho chị Hoa Hoài Hương. LXL 55-65 cân. Em này nó là màu kem mọi người nhá, dáng của nó là dáng cổ vét và nó là dạng ép miếng chứ nó không phải là dạng hai lớp đâu. Em này là cực kỳ đắt nhá mọi người nhá. 55 khoảng tầm độ 60 cân, 63 cân mặc vừa như em này được này. 100.000 mã số là 163 cho em. Mã 259 cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền. 163 chị ạ, chuyển phạt rồi. Đây chị này, tiếp theo này. Này tiếp theo chị này, em này ủi hoạn tiết này. Hoạn tiết đỉnh cho em này, màu xanh rêu. M và L, 50-60 cân, đẹp chưa? 50-60 cân, em bảo riêng màu xanh rêu nhá. Mặc nó như kiểu màu đen, nó là rất là sáng da này. Rất là dễ phối đồ, nhưng nó còn sáng hơn màu đen đấy mọi người nhá. 50-60 cân mặc vừa em này. 100.000 mã số là 227. 100.000 mã số là 227 đây của nam đây. Mã 163 cho chị Hạnh Phạm. Của nam của mọi không hề ít à, không hề nhiều nhá mọi người ơi. Em này không hề có nhiều nhá mọi người nhá. Phao lông vũ này mà lại còn là màu vàng nữa. Của nam đây nhá mọi người nhá, xịn lắm. Bên trong cái phần trần của nó cực kỳ xịn luôn này. Đây em này các chị này. Em này nhá mọi người nhá. Em này các chị này. Em này nhá, thoải mái cho em L, XL của nam, 60-68 cân của nam. 60 đến 68 cân của nam thì mặc vừa em này cho em luôn mọi người này. Bán em này các chị chỉ với giá là 227 cho chị Thanh Thủy. Chỉ với giá là 100.000 chốt cho em mã số là 154. 100.000 em phao lông vũ, trời ơi mã 154 cho em. Này tiếp nhá. Da lộn này. Em này ạ, da lộn mic lông cho em. Da lộn phối lông chị này, bên trong này nó phối lông trần lông hết toàn bộ này. Ui dồi, hàng Paris các bác ơi, hàng của Pháp nhá. Mã 154 cho chị Phạm Thơm. Hàng Paris các chị này, ui đỉnh dã man, ấm chứ. M và L, 50-57 cân, đỉnh dã man. 50-57 cân này, bán em này. Ui dồi, 100.000, có quá là rẻ không bác? Có vừa tặng vừa biếu các bác không? 100.000, mã số là 15. 100.000, mã số 15 cho em có đỉnh dã man này. Phong béo này.
sao béo này thực sự là nếu mà để nói thì bất kể là nam nữ đều ok, nhưng em này tay khá là ngắn nên là chỉ là nữ nhá mọi người nhá. SML đều vừa như em này, phao béo rất là trẻ trung này, cái màu rất là sáng luôn, 100.000, nó số là 974, màu xanh than, mã số là 974 cho em luôn. Mã 974 em mới làm đẹp thử luôn, vừa đẹp vừa sang. Mã 15 cho chị Mai Thai cơ. Size M, một em size M này, 50 tầm độ 55 cân, 50 tầm độ 55 57 cân của em này, 100.000, mã số là 768. Gì em không có mọi người ạ, gì lên em thì nó không có, vì thường thường là kiện gì lên nó ít khi có. À thì nó phải đưa trước chị Thu Hà. Nó rất là hiếm, nó không có, nhưng hơi hiếm một chút xíu. U lẫn em lại một lớp này. Một em lại một lớp cho em lẫn tay nhé mọi người nhá. Em này dáng quá xinh và cái màu rất là nhẹ nhàng. Em này ạ, M 50 tầm độ 55 cân dạng một lớp nhá. 50 55 cân mặc vừa em này, bán này 200.000, mình nói là 600.000 đấy ạ. 200.000, mã số là 616. 200.000, mã 6768 cho chị Hà Hồng Mai. Dạng một lớp thì giá khác cho mọi người nhá, vì mình là giá 600 cơ. Này, có lắc cho em luôn này. Có cả lắc size 100 và tương đương với size L cho em. 55 đến 60 cân của nữ rồi. 55 đến 60 cân của nữ này, em ơi phao lông vũ cho em đấy ạ. Chất phao căng phồng mà nó rất là mềm nhá mọi người nhá. 100.000, mã số là 5216 Hoàng Hà. Mã số là 525 cho em luôn này. Ôi lông vũ cho ba ơi. Một em phao lông vũ tiếp luôn nhá, xinh xỉu các bác ơi. Lông vũ cho em luôn này. Mà nó bao nhiêu đây? Em này nhá mọi người nhá, em này phải LXL rồi, 55 đến 65 cân. Phao lông vũ đẹp lắm nhưng mà dáng cổ khăn, dáng hàn nhá, rất là xinh luôn ý. 55 đến 65 cân, 150, mã số là 481. 150 chốt cho em mã 481. Mã 525 cho chị Hiền Lương. Em này của trẻ con, ngày size 150 của kid này. Em này của nam của nữ nhá. Em này của nữ thật rồi ạ, 150 của kid là của nữ rồi. Em này nó cũng cần rút eo ấy này, em nghĩ là nam không rút eo đâu. Chắc là nam các bạn chắc mặc cứ eo đó nhá, của nữ thôi. 150 của nữ, nhưng các bạn nữ nào em thực ra theo em này ấy, nhưng em này mà chị nằm size nhỏ dưới 45 cân vẫn vừa em này được nhá. Khoảng tầm độ từ 35 đến 45 cân là mặc vẫn là ok, và em này tay của nó khá là dài chứ nó không bị ngắn quá. 481 cho chị Hạnh Phạm. Nhưng mà vì là của trẻ con nhá, phao lông vũ đấy của trẻ con bán người em này với giá là 80.000 thôi vì nó là của trẻ con mà. Nhưng mà em này 250 nhá, 80.000 mã số là 247 cho các bé. Mã số là 247. 8.000 cho các con này. Mã 247 chị em mọi người nhỏ nhỏ ấy, thật sự rất lợi thế nhá mọi người nhá. Chị tập XS ấy. Như em XS em nhiều khi em mặc của trẻ con cũng được luôn. Vẫn vừa mọi người, giá rất là mềm nhá mọi người nhá. Phao nữ ok để em tìm nhá mọi người, vì phao nữ sắp hết rồi. Còn một tí này hết phao nữ rồi, không còn dạng nữa mọi người ạ. Em này tiếp theo này, em này nhá. XL, 2XL, 60-70 cân mặc vừa em này. Mã 247 chưa chị Mai Lê. 203, 100.000, ba lại ủi nhỏ kinh mạng chị ơi. Xịt trời, anh lấy cái gì các bác ơi. Thanh tay nhá, ôi em xịt quá. Hàng Puma xịt luôn nha ơi, chuẩn chắc nghịch tay mà nó mới mọi người. Mới ơi là mới cho em luôn nhá mọi người nhá. Em này của trẻ con rồi, của các bé nhá mọi người nhá. Em này của các bé, các con rồi. Em đã lên lớp phao, em sẽ lên của anh lên sân khép người. Em này em chỉ con mọi người ạ. Khoảng tầm độ từ 28 khoảng tầm độ 35-37 cân mặc vừa em này thôi ạ. 28-37 cân mặc vừa em này của trẻ con nhá. 80.000 luôn vì nó là của trẻ con, hàng Puma đấy ạ. Mã số là 613 các bé. Mã số là 613. Mã 613 cho em luôn này. Em này tiếp này. À em này là dáng khác mọi người ạ. Lẫn của em này nó là khoác mọi người nhá. Nó là kiểu bomber mọi người. Nó là khoác kiểu bomber cho em luôn này. Em này ạ, thoải mái cho em 45 đến 53 cân thôi đâu. 45 đến tầm độ 53 cân mặc vừa em này cho em, nó là khoác nhá, bán 50.000 thôi. Mã số là mã 15. Một em màu kem nhá, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Mã 613 cho chị Thanh Loan Trần. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em luôn này, 100.000 thôi, mã số là 683, đẹp chưa? Mã số là 683 cho em luôn này. Mã 683, ừ em này đẹp mà, em này mới đẹp quá. Đây, thanh tay nhá, không còn nhiều phao luôn nhá các bác ơi. Em này hôm nay không mua, đúng là tiếc luôn đấy, hôm nay vừa rẻ vừa đẹp. Mà trời lạnh này rồi, không mua thì đợi cái gì nữa mọi người, và cũng quá khó săn lắm. Nhiều khách quay này em ấy có chị bảo mua cho chị. Size 100 cho em. Size 100 cho em bao nhiêu em? Dung Nguyên. Size 100 cho em mọi người nhá. Size 100 này của phao lông vũ mọi người ạ. 100 này em nghĩ là của nam, vì cái phao của nó thì thứ nhất là nó không có cái phần rút eo. Thứ hai là cái tay của nó khá là dài cho em. L của nam ấy, ai đấy chồng thì lấy này, cái màu rất là sạch cho khách nam luôn này. Mà nó kiểu trông nó kiểu manly. 60 65 cân của nam. 63 cho chị Hoàng Nguyễn. 60 65 cân của nam này. Em này nhá, bán 100.000 thôi, mã số là 468. Vừa rẻ vừa đẹp này.
Mã số là 468. Quá đẹp luôn đấy các bác ơi. Nào, dạ kẻ luôn nhá. Em dạ kẻ thì không phải nghĩ luôn. Nhưng em dạ kẻ này thì không phải nghĩ cho em luôn nhá mọi người nhá. Dạ hàng Hàn này. Dạ kẻ của Hàn cho em luôn này. Đây, dạ kẻ của Hàn nhá mọi người nhá. Em này đầy đủ đai tay này, thoải mái cho em M và L, 50 60 cân dáng rộng. 50 60 cân 200.000, mã số là mã số 100. 200.000 dạ kẻ nhá. Chốt cho em mã số là mã số 100. Mã 468 cho chị Nga Hoàng. Mã số 100 cho em luôn này. Trăm cho em luôn nha. Đây, áo phao tiếp cho mọi người hàng test. Hàng test cho em size số 90, nghĩa là size S thôi. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Mọi người phải lý cho em nhá. Là 80, 85 là XS, size 90 là S, 95 thì mới là M nhá mọi người nhá. Bởi vì sao bên em nắm rất là kỹ về cái size đấy, bên em học thuộc lắm mọi người, không phải tự nhiên em mặc thử bởi mọi người đâu. Mà các chị mặc sẽ hơi rộng bởi vì sao? Bởi vì hàng có đông trong, bên trong là váy len hoặc là áo len nhá mọi người nhá. Nếu em mặc bên trong là bọn em áo giữ nhiệt thì nó sẽ hơi rộng chút xíu mọi người ạ. Nên là mọi người lưu ý cho em nhá. Em này ạ, size S 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 100.000, mã số là 540 cho em luôn này. Mã số là 540, giá quá xinh luôn này. Ôi. Tao đỉnh dã man luôn, cái màu cũng xịn chứ. Màu gel cho em, hàng Ryan, hàng của New York, hàng của Mỹ cho em luôn này. 45-50 cân, em chỉ chuẩn S thôi. 45-50 cân mặc vừa em này, cái phao nó căng, nó đầy, ơi là đầy cho em luôn. Bán em này 100.000, mã số là 668. Mã số là 668 cho mọi người nhá. Mã số là 668 này, ra đi. Dạ đỏ đi mọi người, một em dạ đỏ cho em nhé mọi người nha. Lên một em dáng dạ đỏ này, nhẹ nhàng. Em này thì dáng cổ vét nhưng phải size M, còn em S thì hơi rộng. 50-55 cân mặc vừa em này. 50-55 cân nhá, 100.000 mà em dạ, à một dạ thôi, mã số là 417. 100.000, chốt cho em mã số là 417 cho em luôn này. Mã số là 417 cho em luôn. Phao 100 cho em mọi người nhá. Phao size 100 cho em luôn này. Quá rồi em. 468 thôi chứ. 668 thôi chị. Đây. Nhi Thảo. Đang chưa là em này này. SM nhỏ dưới 53 cân. Dưới 53 cân mặc với màu tím cho em nhé. Dưới 53 cân này 100.000 em phao. 3417 cho chị Thảo. Mã số là 410, mã giá gọi là đưa tặng mọi người ấy. Mã số là 410 nhá, mà em phao phối màu này, em này phao lông vũ mọi người ơi. Phao lông vũ 95 nhá. Pha lông vũ size số 95 này, 50 tầm độ 57 cân của em này. 50 57 cân của nữ nhá mọi người nhá. Pha lông vũ cho em luôn này. Đổi em này hơi kiểu dáng đổi màu xanh đen mọi người. 100.000 thôi, mã số là 620. Lông vũ mọi người nhá, mã số là 620 cho em này. 3410 cho chị Hà Hồng Mai. Ôi là cái cổ nó đỉnh chưa? Cái cổ nó này, xuất sắc cho em này mọi người ơi. LXL 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân mặc vừa em này. Bán em này 100.000, mã số là 165 cho em. Mã 165 cho em luôn này. Mã 165 cho em luôn nha. Màu đen đi ạ. Lên một em màu đen size L đi ạ. Lên một em màu đen size L 50, không em ảnh L của Nam rồi mọi người ạ. 60-65 cân nha. 60-65 cân mặc vừa của Nam. Em này là 300.000 bán với giá là 100.000 thôi. Mã số là 636 của Nam. Mã số là 636. 900.000, mã 636 nha mọi người nha. Màu xanh đi này. Màu xanh cho em đi ạ. Lên một em màu xanh. 165 cho chị Hạnh Pha. Lên một em màu xanh nha mọi người nha. Em này ạ, LXL. Em này 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 55 đến 65 cân mặc vừa em này này. 100.000, mã số là 734. 636 cho chị Trung Nguyễn. 100.000, mã số là 734. Trời ơi, đây này. Cái em này thì quả là ngất ngây ngà tây các bác nhá. Ngất ngây ngà tây luôn, size số 55 chị này. Size 55, em này thì theo em mọi người nhá. Em này theo em nó. Em này chị này. Em này nha mọi người nhá. Em này đấy ạ. Khoảng tầm độ size M 50-57 cân mặc vừa em này. 50-57 cân mặc vừa em này cho em này. 100.000, mã số là 424. Đẹp nhất cái nách các bác ơi. Trung Nguyễn. Mã 424 đẹp lắm cho em luôn này. Mã 424 hàng của các bé các chị ơi, các con nhá. Hàng hiệu của Bolorat Loren các chị ơi. Hàng hiệu của Bolorat Loren nhá mọi người ơi. Này đẹp dã man các chị này. Của các bé nhá mọi người nhá. Em này khoảng tầm 7, độ này. Cho chị Hành Tây. Em này khoảng độ từ 24 khoảng tầm độ 28 mặc vừa em này, 24 cho chị Thảo Thảo. 24 khoảng tầm độ 29 mặc vừa em này, 24-29 mặc vừa em này cho em nhé các con này. 150.000 à 100.000 bé thôi, mã số là 35 em đừng hơn 200 cơ ạ. Mã số là 35 nhá, hàng hiệu của Bolorat Loren, hàng hiệu luôn mọi người ạ.
Mã số là 355 cho các bé nhá. Anh cho con lấy mày đi. Mã 355 mày mày xịn quá rồi. 100 thì nó quá là mày bác rồi. Mã 355 cho các bé này. Mã 355 cho em luôn này. Phao lông vũ cho em. Một em áo phao lông vũ cho em luôn này. Hàng hiệu của Lee Shop. Mã 355 cho chị Hoành Huynh. Hàng hiệu của Lee Shop cho em luôn thì này. Hàng hiệu của Lee Shop này. Em này 45,50 cân. 45,50 cân mặc vừa em này, phao lông vũ này. Bán em này 100.000, mã số là 511. Mã số là 511 cho em luôn. Mã 511. Mã 511 phải lấy 60 đấy, để quên đấy. Cho em trước đấy. Em này trước thì này, em này ạ, dạ kẻ này. Em này thì size to hẳn đấy mọi người nhá. L, XL, không em phải XL, 2XL. Bên em là hàng C chị ơi. XL, 2XL cho em mọi người nhá. Khoảng tầm độ từ 65 đến 75 cân mặc vừa em này. 100.000, mã số là 675. 100.000, mã số là 675 cho em luôn này. Mã 675 này, pha lông vũ này. Mã 675 này, pha lông vũ đỉnh chưa? Pha lông vũ cho em nhá mọi người nhá. S thôi, 45 tầm độ 52-53 cân. 45 tầm độ 52-53 cân mặc vừa em này. Hàng hiệu Adidas em hát này. Cái hãng này còn hãng thể thao, nó chuyên hãng thể thao và phối và lông cừu, ai làm phối lông vũ thêm luôn. 100.000, mã số là 594. Mã số là 594 cho em ạ. Mã 594 cho em phụ em này. Đã làm luôn này. Đây, này. Đẹp xỉu chưa? Kiểu ác kỷ đa, lát lơ xem 100 của nữ nha. 100 này của nữ nha. Ui, các chị nhìn này, nó dày dặn chắc. Mã 675. Lông vũ của nó nhá, căng Nguyễn Ngân. Lông vũ nó căng như phao béo mọi người nhá. Hai bên đính vào, đánh vào màu đen để cho trông nó gọn người này. Em này 100 tức là khoảng tầm độ size L đấy mọi người ạ. Cũng như em này khoảng tầm 53-57 cân thôi. 53-57 cân. Cho chị Yến Trang. 53-57 cân mặc vừa em này là phao cho em luôn này. Bán em này, ui bán em với giá là 250.000 thì nó quá đẹp nhá. Mã số là 571. 250 mã số là 571 tỷ một đỉnh luôn. Siêu hàng cắt luôn. Mã 571, 250 cho em nhá. 250, 571 này. Tiếp theo này. Em này nó ghi là size 160, tức là size của trẻ con đấy mọi người nhá. Đây, tức là size của trẻ con cho em này. Nhưng theo em không phải đâu ạ. Em này theo em phải là tầm độ size M. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Mã số là 656. Mã số là 656 cho em luôn này. Mã 656 này. Đây dạ kẻ tiếp này, nhanh tay cho em mọi người nhiều đâu. Nhanh tay cho em mọi người nhá. Dạ kẻ cho em luôn này. Em này đây ạ, thoải mái cho em này. L, XL, 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 55 đến 65 cân nhá. 200.000 mã số là 705. 200.000 dạ kẻ mã số là 705. Dạ kẻ nó sẽ có giá khác cho này dạ thường nhá mọi người nhá. Vì bình thường giá nó cũng giá cao hơn rồi. Em này tiếp theo này, dạ kẻ tiếp cho em này, dáng quá xinh luôn. Dạ kẻ đây, ai hỏi dáng ngắn, dáng lửng đây ạ. Ai hỏi dáng ngắn, dáng lửng thì lấy em này, dáng cổ vét cho em mọi người nhá. Size XL, 60-65 cân mặc vừa em này. 60-65 cân, bán em này các chị chỉ với giá là, bán em cho các chị chỉ với giá là 200.000. Mã số là 222. Mã 606 cho chị Phương Đông. Con 571 đúng không? Đúng trước rồi. Giả kẻ thấy nhiều chứ giả kẻ. Mã 705 cho chị Thủy LT. Có vẻ các chị rất thích giả kẻ. Giả kẻ nó đẹp, thực sự rất là đẹp. Mọi người nó sang, nó đẹp ấy. Tiếp nào, giả kẻ cho em luôn à. Ui, đẹp thế, lên phong đẹp quá ấy. SM 45 tầm 55 cân, đẹp thế. 45 cân mặc đẹp dã man luôn ý. Bán em này 200.000, mã 718. 200.000 mã 718 cho em. 200.000 mã 718 này dạ kẻ tiếp này. Ôi xuất sắc con ba ơi. Cái màu nó cũng sang ơi là sang rồi. Em này sang dã man luôn. LXL nhá. 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 647. 200.000 mã số là 6. Ở đây giá ngắn rồi. Mã 647 mà em tài ngắn các chị này. Giá ngắn đây không phải suy nghĩ nhiều vì nó không có đấy mọi người nhá. Đây, size S cho em. Thủy nhớ tên cho giúp xin địa chỉ chị ơi. Lên một em size chuẩn S cho em nhé mọi người nhá. Em này dáng ngắn đấy ạ, ngắn không có nhiều, ngắn rất là ít thôi. Nó chỉ có chắc là cả một cái hai cái này có một hai em dáng ngắn thôi mọi người nhá. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân.
200.000 mã số. À không, em 150 vì nó là ngắn nhất. Mã 718 cơ chị. Giá ngắn 150 này, 150 mã số là 642. 150.000 mã số là 642 cho em luôn này. Mã 642, dạ cải tiếp cho em mọi người nhá. Hàng hiệu Basic House, em sẽ to rồi, em sẽ đại rồi. Hàng hiệu Basic House này, em này đi ạ. Ủa, to to lắm, em phải tầm độ từ 75 đến 85 cân nhá. Có cái này của Dai L đấy, nhưng mà em phải to quá. 75 đến 85 cân mặc vừa em này. Bán 100.000 cho mày thôi, bởi vì nó là size to. Mã số là 275. 100.000, mã số là 275. Mã 642 cho chị Vinh Duy. Đây là dạ kẻ cho em tiếp này. Dạ kẻ cho em nhá, màu hồng luôn em ơi, xinh thế. Cái kẻ này như kiểu kẻ Burberry đẹp dã man. Kẻ như Burberry các chị này. Em này L nhá, 55-63 cân mặc vừa em này. 55-63 cân mặc vừa em này cho em. Bán em này chị chỉ với giá là 150, mã số là 742. 150, mã số là 742 cho em luôn này. Mã 742 cho em luôn nhá. Mã 742 này. Đây, tiếp theo này, mà em tiếp theo dạng kẻ cho em. Lên một em dáng dạng kẻ nhá. Lên một em dáng dạng kẻ này. Em này đây ạ, 45, à không, em này từ 48 tầm độ 55 cân. Có đầy đủ cả đai eo, 48 đến 55 cân nhá, đầy đủ đai eo. Có 200.000 thôi, em bảo riêng ra là có đai eo chị lấy ngay. Cứ đai eo mình lấy cho em 200.000, mã số là 201. Mã số là 201 cho em luôn này. Dạng kẻ nhá, khối lông cừu. Em này thì thực ra là nó giống như là cái dáng khoác tổng hợp hơn là dáng dạng nhá mọi người nhá. Nó là khoác tổng hợp đấy ạ. ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này. 180.000, mã số là 601. 180.000, mã số là 601 cho em luôn nhá. Mã số là 601 cho em luôn này. Đấy, tiếp theo này. Size S cho em. Mà em có mũ size S. Lên một em có mũ. Này, có riêng bạn bạn nhá. Mã 201 cho chị Bảo Vân. Em này ạ, size SM cho em người này. 45 tầm độ 55 cân. 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Có cả mũ cho em luôn mọi người nhá. Bán em này với giá là 150.000, mã số là 655. Có kèm cả mũ này. Mã số là 655 cho em luôn này. Ủa bên trong trần đẹp chưa? Bên trong trần đẹp dã man cho em mọi người nhá. Dáng dạ kẻ 45 tầm 53 mặc vừa em này. Phần chân của nó hơi vẩy đuôi cá nhẹ nhá. 45 tầm độ 52-53 cân. Bán em này với giá là 200.000. Mã số là 745. Ở bên dã man máy em không biết có bên nào đâu mọi người ạ. Mã số là 745 cho em luôn nhá. Dạ kẻ tiếp này. Dạ kẻ tiếp cho em 45 tầm độ 50 cân. Đẹp chưa? 45 đến 50 cân mặc vừa em này này. 45 đến 50 cân. Bán em này 200.000, mã số là 282. 200.000 em này mặc như dáng váy được nhá, váy váy suông. Mã số là 282 này. Lớn vào em này này, khoác lông thỏ. Lớn vào em này khoác len ép lông thỏ chị nhá mọi người nhá. Chị Trang inbox cho shop xin địa chỉ chị ơi. Khoác len ép lông thỏ màu tím, 45 tầm 50 cân mặc vừa em này, dáng kiểu cổ V này, cổ tim này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 180.000, mã số là 730. 180.000, mã số là 730 cho em luôn này. Mã 730 cho em size L nhá. Em size L đây ạ. Đây. Lên một em size L cho em này. 282 cho chị. Em này nó ghi là L cho em, chỉ là S thôi. 45 đến 50 cân đầy đủ đai eo nhá. 45 đến 50 cân này có đầy đủ đai eo cho em luôn. 45 đến 50 cân, 200.000, mã số là 510. 200.000, mã số là 510 cho em luôn nhá. Mã số là 510 cho em luôn này. Một em màu đỏ mận. Lên một em màu đỏ mận cho em này. Chị không cho địa chỉ, không chốt được thêm thôi chị ơi. Mọi người lưu ý cho em nhá, là khách muốn cho em đầy đủ thông tin, số địa chỉ cả hai cái, cả địa chỉ, số điện thoại mới được nhá mọi người nhá. Cho dù không số địa chỉ cũng không được đâu ạ. Cho đầy đủ cả hai thì bên em mới bán hàng tiếp mọi người, không em dừng chốt mọi người luôn đấy ạ. Chốt thì em không được nhá. Em này ạ, LXL 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 55 đến 65 cân này. Bán em này chị với giá là 200.000, mã số là 732. 200.000, mã số là 732 cho em luôn này. 732 giá ngắn này chị này. Một em dáng ngắn nhá. Lê một em dáng ngắn cho em luôn này. Dáng ngắn em này theo cho em. Chút xíu nhá. Đây, dáng ngắn cho em luôn này. Đây, một em dáng ngắn này theo này. Theo cả trước cả sau cho em. ML 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân này. Bán đây này với giá là 200.000, mã số là 180.000, mã số là 359. 180.000 có theo nhá, mã số là 359 cho em luôn này. Ủa, chất phao đỉnh chưa? Chất phao này đỉnh dã man cho em các chị ơi, phao này đỉnh lắm nhá. 45 tầm độ 53 cân. 45 đến 53 cân mặc vừa em này. 180.000, mã số là 204 màu gel mix này, màu dã man ấy. Mã số là 204 cho em luôn. Dạ em
miếng nhá. Em bảo rồi, cái dòng dạ này thôi mỗi dạ ép lưng cứng là khô tay thôi, còn đâu nó hơn rất là nhiều cái sản phẩm dạ hai lớp khác. Em này đây mọi người này, nó ghi là size L cho em nhá. Bác nào size L, XL nhỏ thế này, 5563 cân, 100.000 mã số là 733. 100.000 mã số là 733 này. Khoác lông thỏ luôn các chị ơi, không phải nghĩ nhá. Lông thỏ nó không có nhiều, lúc nào giá sẽ cao hơn những em lông cừu rất là nhiều nhá mọi người nhá. Khoác len ép lông thỏ này mọi người này. Khoác lông thỏ cho em luôn, em này dạ lông thỏ phải len hoặc em này khoác dạ ép lông thỏ. Em này ạ, ML 50-57 cân. 50-57 cân này, bán em này 200.000 mã số là 742. Dạ lông thỏ mã số là 7-4-2-3-3 nữa chị Hạ Hòa. Đây dạ hai lớp này, mềm đẹp chưa? 45-50 cân màu kem. Dáng cổ vét 45-50 cân đây ạ. 100.000 mã số là 787. Dáng cổ vét nhá, 100.000 mã số là 787 như em dạ đây này. Cổ phối da nhá. Mà em dạ cổ phối da 45 tầm độ 53 quay đầu. 45 đến 53 cân 100.000 mã số là 522. 100.000 mã số là 522 cho em luôn này. Mã 522 dạ handmade luôn các bác nhá. Một em dáng dạ handmade này, mix cho em luôn. Em này L 53 60 cân một người này, đầy đủ đai tay đai eo này. 53 60 cân nhất đầy đủ đai tay đai eo. 2712 cho chị Sơn. 200.000 mã 667. 200.000 mã 667. Size L cho em luôn nhá. Lên một em size L 55 787 cho chị Lê Huyền Trang. Cái này theo em không đến đâu, phải 45 tầm 53 cân thôi. 45 tầm 53 cân màu đỏ này, đầy đủ đai tay này. 200.000 mã số là 720. 200.000 mã số là 720 cho chị Việt Hạ Lê Hiền. Trời ơi đẹp chưa này. Họa tiết siêu đỉnh các bác ơi. Họa tiết siêu đỉnh, size nó ghi là size S nha mọi người nha. Phao á, còn biết đằng sau mọi người lên nốt nhá. Em này ạ, à, SM 45 tầm độ 55 cân. 45 cân dạ kẻ cho cái màu đỉnh lắm mọi người, cái màu của nâu sô cô la nhá mọi người nhá. Bán em này với giá là 200.000 mã số là 677. Các chị ơi mình chốt được mã nào sẽ có ebook về mã đó cho mình nhá mọi người nhá. Máy em sẽ tưởng ebook cho mọi người, ví dụ như là các chị chốt được mã 33 cho mọi người, ebook mã 33 cho mọi người nhá. Tiếp theo này, size L ai nhận ebook thì tức là người đó chốt được, hoặc là mình nghe đọc tên của mình nhá mọi người nhá. Bởi vì nhiều khi cái máy em bị lag ấy mọi người, bên em gửi nhưng mà nó chưa gửi được, một lúc sau mới gửi được cơ. Tiếp này. Mã 720 thưa chị Xuân Dương. Em này ạ, 45 tầm độ 5253 cân mặc vừa em này. 45 tầm độ 5253 cân mặc vừa em này cho em. 100.000 mã số là 125. 100.000 mã số là 125 cho em luôn này. Mã 677 cho chị Cindy Phương. Màu rêu này. Màu rêu nhá mọi người nhá. M 50-55 cân mặc vừa em này. Màu rêu này. 50-55 cân mặc vừa em này. 150.000 mã 748. Mã số là 748 cho em. 7-4-8 cho em. Đây chị này, tiếp này, em này tiếp này. Bên trong nhá, lót lông hết toàn bộ. Bên trong lót lông hết toàn bộ này. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân mặc vừa em này. Em ơi nó là khoác tổng hợp đấy mọi người lẫn đây nhá. Bán em này 200.000 mã số là 638. Dáng con sói quá đẹp. Mã số là 638. Mã 125 cho chị Mai Liễu. Đây chị này, tiếp này màu hồng. 45 đến 50 cân. Màu hồng này, 45 đến 50 cân mặc vừa những em này cho em này. 45 đến 50 cân màu hồng nhá. Bán em này 100.000 mã số là 823. Mã số là 823 cho em luôn nhá. 823 này, màu xanh rêu đi. Lên một em màu xanh rêu này. Đây, lên một em màu xanh rêu cho em nhá. LXL 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 55 đến 65 cân này, họa tiết này thêu hết toàn bộ cho em luôn. Bán em này 100.000 mã số là mã số 700. Màu xanh rêu nhá, chỉ 100.000 thôi. Chốt cho em mã số 700 nhanh tay cho em nhá mọi người nhá. Không còn nhiều đâu, size S này. Mã 823 cho chị Cẩm Linh. Em là XS mặc được các chị ơi. Size nhỏ XS mặc vừa luôn, 40-50 cân thôi nhá. 40-50 cân là mặc vừa in em này đây ạ. 100.000 mã số là 276 cho em. 100.000 mã số là 276 cho em luôn này. Size nó ghi là size S nhưng em nghĩ không phải đâu ạ. Cái S này của nó là SO và size nó giống như kiểu là S nhưng mà M lợn. X là bậc hết, nó là cái size đánh kiểu như vậy mọi người nhá. Giống như cái dáng một lớp mọi người. Nó ghi là size S nhưng mà kể cả nếu mà vừa thì cầm được XL, 2XL của em này cũng thế này. Mã 276 cho chị Vân Anh Vũ. Đây chị này, tiếp này chị này. Em này ạ, LXL mới vừa nhá. 55 đến 65 cân này, màu xám lông chuột này. Bán em này 200.000 mã số là 720. Mã số là 720 cho em này. Mã 720 này, màu vàng nghệ cho em, cháu màu đẹp quá các bác ơi. Màu vàng nghệ cho em mọi người nhá.
màu vàng nghệ cho em này, đỉnh dã man các ơi. Em này 700 chứ chị Lê. Nó không phải là ngân hàng đâu mọi người nhá, nó là lưng lửng đến giữa đùi của em ấy. Cái màu này quá là tôn da rồi. LXL 55 đến 65 cân, 200.000 mã số là 687. Em ơi màu phê thế. Mã 687 cho em. Màu gọi là có màu hai các bác nhá. Màu này khó kiếm, có khó tìm đấy, không phải là dễ kiếm đâu. Mã 687 này, size M kẻ cho em. Size M kẻ chất bên trong nó dày dặn, nó rất là ấm nhá mọi người nhá. Size M em này theo em phải tầm M L XL ấy. 55 đến 65 cân mặc vừa em này, đầy đủ đai tay đai eo này. 55 đến 65 cân. 200.000 thôi, mã số là 660. 200.000, mã số là 660 cho em luôn. Màu nâu cam đi. Một em màu nâu cam size S, hàng hiệu của Insop. Một em nâu cam size S 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa em này xinh quá. 45 đến 50 cân cho em nhé mọi người nhá. 45 đến 50 cân này, bán em này 200.000 mã số là 777 cho em. 200.000 chốt cho em mã số là 777 cho em luôn này. Một em màu cà rốt đi. Nay một em màu kiểu màu cà rốt cho em mọi người nhá. Em này đây nó ghi là size M cho em luôn. Một em màu cà rốt này, ở đây nó ghi tem mắc và nó ghi là size M nhé mọi người nhá. Theo em này chỉ khoảng tầm S thôi mọi người ạ. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mã em 777 chốt chị Hà Hồng Mai. 200.000 chốt cho em mã số 45. 200.000 chốt cho em là 45. Trời ơi còn thêu tay các bác ơi. Là còn thêu tay cho các bác nhá. Này thêu hết cả 20 tay này. Em này nhá, họa tiết của nó thêu ong giống như là hàng của Gucci mọi người ạ. Thêu ong giống như hàng Gucci nhá. Em này thì thoải mái cho em S, M, L đều vừa vì nó không phải là quá rộng, nó dáng cái tay chuông ấy. Bộ S, M, L dưới 60 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 238 cho em tay thêu ong này. Mã số là 238. Trời ơi nhung tâm đây. Bác nào hôm nào cứ hỏi em dáng nhung tâm đâu mọi người nhỉ. Áo nhung tâm thì lấy em này cho em mọi người nhá. Áo nhung tâm này dáng cổ viết. Em này SM 48 tầm độ 53 cân thôi. 100.000 mã 449. Áo nhung tâm 100.000 mã số là 449 cho em luôn này. Bên em này nhá, hàng Italy chị ơi. Đây. Hàng hiệu Italy này, nó ghi là size số 42, tức là size to mọi người. Đây. Em này nhé mọi người nhá, nó ghi là size số 42. 449 cho chị Lê Huyền Trang. Chị khoảng bò lớn 53 57 cân nhá. 53 57 cân mặc vừa em này, 100.000 mã số là 286. 53 57 cân nhưng mà yêu cầu cao cho em ít nhất là trên 1m58, hàng hiệu của Ý luôn. Mã số là 286 cho em luôn này. Mã 286 hàng của Hàm đi ạ. Lên một em hàng của Hàm nè, bích màu nhá. Hàng Hàn phối màu LXL 55 đến 65 cân. 100.000 thôi, chốt cho em mã số là 296 cho em. Chỉ 100.000 nhá, mã số là 296 cho em luôn này. Mã 286 cho chị Thúy Anh. Màu xanh ạ, bên trong trần trắng, ui màu đẹp thế. Bên trong trần trắng toàn bộ 45 đến 50 cân. Ok chị, 45 đến 50 cân mặc với em này màu xinh quá. 100.000 mã số là 156. 100.000 mã 156 này, một loạt kẻ các bác luôn nhá. Một loạt kẻ quá xinh luôn. Em này 45 tầm độ 53 cân thôi. 45 tầm độ 52, 53 cân này. Đầy đủ đai tay da cho em luôn. 200.000 mã số là 685. 200.000 mã số là 685 cho em luôn này. Mã 685 bên trong trần trám này. Mã 156 cho chị Ban Mai. Bên trong trần trám nhé mọi người nhá. Em này M và L 53, 60 cân. 53, 60 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 744. 200.000 mã 685 cho chị Hồng Hồng. 744 này, tiếp theo chị này. Mã 744 này. Rồi tiếp theo cho em nha. Này tiếp theo này. Em này đi ạ, L 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân mặc vừa thì em này 200.000 mã số là 726 cho em kẻ các chị nha. Mã 7, hai người em đang còn nhiều kẻ mà ít còn ít kẻ lắm. Tiếp theo size M này, em này bên trong toàn rất là trần, rất là cẩn thận. Với bên trần chám luôn, kiểu hàng xịn nhé mọi người. Bên trong nó lọc rất cẩn thận luôn, nó trần chám rất là cẩn thận, chắc chắn luôn nhé. Em này ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 644 cho em luôn này. Mã 726 cho chị Nguyễn Trang. Mã 644 cho em luôn nhá. Em này biết này, họa tiết màu của muối tiêu. Em này 744 cho chị Lê Hiền. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 100.000 mã số là 302. 100.000 mã số là 302. Tại sao phải làm sao? Mã số là 302. Size M cho em luôn này. Mã 726 cho chị Yến Đặng. Một em size M nhá. 50 tầm độ 57 cân. 50 57 cân mặc vừa em này. Ui màu đẹp quá. 50 57 cân cái màu mặc lên trông kiểu sáng ra nó tây lắm mọi người ạ. 100.000 mã số là 191, giá cực kỳ mềm nhá. 100.000 thôi. Mã số là 191 và em xanh này nhá. Không lấy thì cũng là tiếc các chị ơi. Không lấy là chỉ có tiếc cho em thôi. Chị này quá đẹp luôn. Chị Phương Đông được. Mã 614 cho chị Phương Đông. LXL 55
đến 65 cân một tuần, em quá đỉnh luôn. Thật sự 55-65 cân em này màu đẹp mà dáng cũng đẹp nhá mọi người nhá. Đầy đủ đai tay luôn này. 200.000 mã số là 736. 200.000 mã số là 736 cho em luôn nhá mọi người nhá. Dạ ép miếng này. Lên một em dáng dạ ép miếng màu cam. Dạ ép miếng màu cam cho em luôn này. Mà 302 chứ chị. Ồ em miếng em nói rồi nhá. Nó xịn lắm. 45 tầm độ 55 cân. Bán em này 150.000 mã số là 249. 150 mã 249. Mọi người lý cho em nhá. Em nói là em nhắc lại nữa nhá. Là bên em chốt hàng là lấy luôn nhá mọi người, chứ không phải là chốt hàng xong là để chọn cho mọi người nhá. Thế là mình chắc chắc cho em với. Cái giá nó rất là mềm rồi. Giá quá mềm rồi nên là mọi người chắc chắn cho em mọi người nhá. S và M nhỏ dưới 52 cân mặc vừa em này. Dưới 52 cân này, em này đẹp lắm, có cả đai eo này, 45 tầm 52 cân nhá. Màu đỉnh của đỉnh có mít lông thỏ nhẹ nhàng cơ. 200.000 mã số là 157. 200.000 mã số là 157 cho em đâu. Bác nào hỏi dáng ngắn đâu ạ, lấy mày luôn cho em. Dáng kiểu áo váy quá là xinh. Ai là áo váy quá là xinh luôn này. Đây, 45 tầm độ 50 cân mặc vừa này, xinh chưa? Dạ áo váy này. 249 trước chị Lê Hiền. 45 đến 50 cân này, 100.000 mã số là 888, xinh xỉu luôn. Má 157 cho chị Huyền Phạm. Má 888 này, đây này, kẻ cho em đây, kẻ nhá. Kẻ nhá các bác nhá. Em này ML 53 60 cân. 53 đến 60 cân mặc vừa em này, 200.000 thôi, mã số là 301. 200.000 mã số là 301. Trời đây lông thỏ bác ơi, nhanh tay nhá. Lông thỏ nó không có nhiều đấy, có 3 lông thỏ đúng không? Cả một kiện là có 3 lông thỏ thôi. Nhanh tay cho em này. Em này ạ, M 50 55 cân, màu xinh lắm. Cái màu là cũng xinh mà dáng cũng xinh. 50 55 cân này đầy đủ đai eo cho em. 200.000. À em bị lỗi, cái chị là em bị lỗi nhẹ bị áp màu nên em này lỗi áp màu hoặc bị lỗi gì đó rất là nhỏ mà em thích mọi người luôn. Thì em nói luôn mọi người trước nha mọi người nha, để khi các bạn lỗi không, các bạn sẽ không phải báo lại nữa. 100.000 hay không bị lỗi này. 100.000 mã số là 157. Em là điều hơn 300 đấy. 100.000 mã 157 cho em. Nó bị lỗi mọi người nhá. Những cái lỗi áp màu hay là nó bị thủng nhẹ các thứ ấy mọi người. Em biết là áp màu thôi thì nó sẽ giá là 100.000, 150.000 cho mọi người nhá. Và với 100 hay rưỡi. 100 đúng không? Giá 100 cho mọi người luôn đấy nhá. 301 cho chị Quýnh Công. Đây, màu kiểu cỏ cháy này, màu kiểu cỏ cháy size L, 55 đến 60 cân. Chị ý nhá, em mà dù size S em mà không hề bị không hề rộng quá. 301 cho chị. 55 đến 60 cân mọi người em này. 200.000 mã số là 687. Mã số là 687 này, 200.000 xóa đi nha. Mã số là 687 cho em, 200.000 cho em luôn này. Đây tiếp theo chị này, màu đẹp chưa? Cái màu kiểu nâu nâu, một kiểu hơi hơi sữa sữa ấy mọi người. Em này cũng phải tầm độ L, XL sắn tay lên cho em được nha. Đây mặc này cho em. Đấy, tay sắn này cho em này. 55 đến 65 cân, đẹp lắm. 55 đến 65 cân nhá, dáng kiểu fashion cực kỳ. Chị nào mà nhất là chị nào có gu mặc em này đẹp lắm. 55 đến 65 cân mặc vừa em này, 200.000 mã số là 666. 200.000 mã số là 666 cho em luôn này. Ủa ôi, phao kẻ các bác ơi. Một em phao kẻ các bác. Một em phao kẻ hàng của Hàn đây ạ. Em này SML đều vừa, nó phao béo mà. SML đều vừa, những em này dưới 60 cân mặc vừa em này cho em luôn. 200.000 mã số là 266. 200.000 chốt cho em mã số là 266 cho em luôn nhá. Mã 266 cho em luôn này, là kẻ này. Nhìn nhanh nhanh, làm tí hết đúng không? Size mò thôi ạ, 50 tầm 66 cho chị Dương Hiền. Em này mò nhỏ ấy ạ, dưới 53 cân thôi ấy. 4853 cân một vừa này, màu quá đẹp. 4853 cân những cái mít màu quá đẹp luôn. 266 cho chị Trung Hiền. 200.000 chốt cho em mã số 13. 200.000 chốt cho em mã số 13 cho em luôn này. Dạ kẻ này. Dạ kẻ tiếp nhá, em này mic bèo nhún. Em này nó ghi là size S, em theo em phải là S mờ nhỏ dưới 53 cân. Dưới 53 cân mặc vừa em này mic bèo nhún này, dưới 53 cân điệu điệu nhá. 200.000 mã số là 644 ạ. 200.000 mã số là 644 cho em luôn. Dạ dây ra cho em. Dạ này, theo tay này. Theo hai bên tay này, theo này. Đó. Em này ML 50 60 cân. 50 đến 60 cân thì mặc vừa em này cho em rồi nhá. 13 cho chị Đào Huyền. 50 60 cân mặc vừa em này xanh rêu này. Bán em này với giá là 150.000 mã số là 520. 150.000 mã số là 520 này. Lông thỏ này có lắc cho bác này ơi, mà xịn thế. Lông thỏ này có lắc cho em nhé mọi người nhá, hàng hàm cho em luôn. Lông thỏ không phải nghĩ rồi. Em này ML 50 60 cân dáng lửng. 50 60 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 638 thì lông thỏ đắt hơn mọi người nhá. 200.000 mã số 638. Dáng ngắn đây, bác bạn nhanh ngắn thì nhanh tay cho em, không có nhiều dáng ngắn đâu nhá. Dáng ngắn này, em này ạ. SML đều với những em này dáng kiểu thể thao giống kiểu dáng đát ấy mọi người, dáng khoác ấy ạ. Bán em này 200.000 mã số là 637, dáng giá phải cao hơn đấy mọi người nhá. Mã số là 637 cho em luôn này. Đây, dáng khoác vét dáng lửng này. Không phải dáng dài đâu. Dáng ngắn ngắn lửng thôi.
tiếp này, dáng phác vét này, L 55-60 cân, 55-60 cân mặc vừa những em này cho em nhá, 55-60 cân này, 268 cho chị Hoàng Hiếu, 200.000 mã 642, 200.000 mã số là 642 cho em bộ dạng kẻ khoác ngắn, còn kéo khóa cơ ạ. Em này M L XL nhá, dưới 65 cân mặc vừa em này, dưới 65 cân, 637 cho chị Lê Trang, dưới 65 cân mặc vừa em này này, bán em này 200.000 mã số là 247. 200.000 mã số là 247 cho hủ vui này. Len ép giày bịch sướng chưa? Mà len ép 642 cho chị Trâm Ngô. Len ép giày bịch cho em luôn thế này. Em này nhá, L XL 55-65 cân một vừa em này. 55-65 cân len ép nhá mọi người, len ép đấy mọi người ạ, dày lắm. Bán này 150 rồi vì nó khoác len. Mã số là 648 vì em này hơn 300, gọi là 28 300 hơn 300 ấy. Mã số là 648 cho len ép nhá, phải tăng hơn 1 cân ý. Size L. Em này nó ghi là size L nhưng theo em chỉ là size S. Nó ghi là L theo em chỉ là S, 45-50 cân mặc vừa em này, màu nâu nhé mọi người, đến dự cũng cần của em 45-50 cân, bán em này với giá là 150, mã số là 285. 150 này, mã số là 285. Khoác len lấy đi, khoác len đẹp lắm ấy mọi người, khoác len nó dày, đẹp đến 28-300 nghìn mọi người, 350 một nửa giá của nó thôi, tội gì mà không mua. Đây, tiếp một kem này, 45-50 cân, 45-50 cân mặc vừa em này, 45-50 cân, 200.000 mã số là 319 màu trắng kem kẻ nhá. Mã 285 cho chị Hiền Lương. Mã 319 này, trắng kem không kẻ này. Màu nâu đi ạ. Lên mà em màu nâu đi. Lên mà em màu nâu đi ạ. Em này nhá, LXL 55-65 cân tay mic này. 55-65 cân thì mặc vừa những em này cho em nhá mọi người nhá. 55-65 cân này, bán em này với giá là 200.000 mã số là 641. 200.000 mã số là 641. Trời ơi là ngắn các bác ơi. Nhanh tay cho em giá ngắn nhá. Giá ngắn này, em này L XL 55-62 cân mặc vừa em này. 55-62 cân cho em, không em không đến rồi. Em này khoảng tầm 50 tầm độ 55 cân thôi. 55-57 cân này, M và L này. 180.000. 180 mã số là 309. 180 309 này. Ôi đẹp xuất sắc các bác ơi. Đẹp xuất sắc các bác ơi. Đây, size M cho em luôn này. Em này size M nhá, 50-55 cân đẹp thế, lông thỏ quá thôi. 50-55 cân này 200.000 thôi, mã số là 580. Lông thỏ thì lấy hết cho em đi, lông thỏ phải lấy. Mã 580. Mã 580 này, màu xanh này. Mã 309 cho chị Trâm Ngô. Màu xanh này, M, L, XL, dưới 63 cân mặc vừa em này. Dưới 63 cân mặc vừa em này cho em này, tay chuông này. 200.000 mã số là 124. 200.000 màu đẹp quá. Mã số là 124 ký vào. 124 này. Ui ôi các chị ơi, màu kem. Bên trong trần trám toàn bộ nha. Mã 580 cho chị Hiền Lương. S các chị này, 45 tổng cộng 5253 cân. 45 tổng cộng 5253 cân mặc vừa em này. Em này áp màu gần gấu áo đấy mọi người nhá. Áp màu gần đây này. Thích mọi người, em này có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà đẹp quá. Mã số là 672. Mã số là 672 cho các chị này. Mã số là 672 cho em luôn nhá. Để chút xíu các bạn. Mã 672 cho em. Rồi, tiếp theo các bạn này, kẻ này. Lên một em dạng kẻ đi. Lên một em dạng kẻ điện, nó ghi là size L cho em một nhá, nhưng theo em chỉ là S. Mã 672 cho chị Man Man. 45-50 cân. 45-50 cân mặc vừa em này này. 200.000 dạng kẻ, mã số là 355. Mã số là 355 cho em luôn nhá. 355 cho em luôn này. Rồi, nhanh tay nhá chị nhá, không còn nhiều nữa nha. Đây là còn phao, không có dạng mấy đâu. Các bạn dạng nhanh tay cho em này, dạng kẻ này. Mà 355 cho chị Trâm Ngô. Lên dạng kẻ nhá, size L, XL, 55-65 cân này. 200.000 chốt cho em mã số 2. 200.000 chốt cho em mã số 2 cho em luôn này. Một tiếng chính thế này, không lấy cái gì. Lại còn là da ép miếng, sợ còn theo nhé mọi người nhá. Này nó theo này. Em này nó ghi là size M. Nhưng mà theo em này tầm độ M và L mới đẹp. 50-60 cân là đẹp, em này nhất em mọi người nhá. Có đầy đủ cái đai eo này, 50-60 cân này. Bán em này với giá là 200.000, mã số là 191 cho em luôn. 200.000 chốt cho em mã số là 191 cho em luôn này. Size S đi ạ. Lên một em size S cho em mọi người nhá. Mã số 2 cho chị Huỳnh Như Đoàn. Lên một em size S này, 45-50 cân mặc vừa em này. 45-50 cân, trời ơi dáng phết các bác ơi, đỉnh chưa, dáng ngắn nha. 200.000 mã số là 271. 200.000 mã số là 271 cho em. Dạng kẻ size S này.
lên một em dạ kẻ xem trong nó có lót nhé mọi người nha. Em này theo em phải mờ chữ S hơi rộng, 50 tầm độ 55 cân thì lấy em này, 200.000, mã số là 655. Mã số là 655 cho em luôn này. Mã 655. Hàng hiệu Daisy cũng chị này. Mã 271 cho chị Thủy Bình. Hàng Daisy của hàng size L nhá, 55-60 cân ạ. 55-60 cân mặc vừa em này, 200.000, mã số là 731. 200.000 mã 731 của em này quá. Em này thích nhá. Phần mũ mọi người tháo rồi được này. Phần mũ mà thích mọi người thêm vào, mọi người tháo rồi được. Ai mà kiểu cá tính thì mình nên thêm mũ vào. Không thích mọi người tháo mũ ra được nhá mọi người nhá. Cái nó chỉ là cúc bấm, mọi người hãy cúc cài, mọi người tháo ra thật thoải mái cho em. Em này ạ, L này, 55-63 cân. 55-63 cân ai mà tầm người như em, SM ấy mà khoảng tầm tích tám rộng thì em này ok nhá. 200.000 mã số là 569 cho em luôn này. 200.000 mã số là 569 cho em luôn. Mã 569 cho em luôn này. Kẻ đỏ đi. Lên một em dáng kẻ đỏ cho em luôn nhá. Kẻ đỏ này. Em này đầy đủ đai tay cho em. Đỏ nó hơi hơi kiểu đỏ mận phối cam nữa ấy. Đây này chị này. Em này đi ạ. Thoải mái LXL, 55-65 cân mặc vừa em này. 55-65 cân mặc vừa em này nhá. 200.000 mã số là 588. 200.000 chốt cho em mã số là 588 cho em rồi nhá. Mã 588 này, size M này. Đây, size M đây. 50-57 cân. Kẻ này. 50-57 cân này. Hơi hơi đai dơ nhá. 50-57 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 738 cho em. 200.000 mã số là 738 cho em luôn nhá. Mã 738 này. Tiếp theo dáng kẻ đây. Một em dáng kẻ nha mọi người ơi. L 55-60 cân. 55-60 cân mặc vừa em này, dáng cái đầu gối này. 569 cho chị Hoa với. 200.000 mã số là 735. 200.000 mã số là 735 cho em luôn này. Mã 735 cho em luôn nhá. Rồi tiếp theo này. M và L 50-57 cân. 50-57 cân mặc vừa em này. 200.000 mã số là 744. 200.000 mã 744. Em này đẹp thế này các bác này. Hoặc là em để lại sắp tới em đi du lịch em mặc em này luôn thôi. Hoặc là em để em mặc luôn. Đây, xinh chưa? Dáng là kiểu đẹp mà mặc nó trẻ mọi người. Này, lên form cực kỳ đỉnh nha, có đai cơ. 45 tầm 50 cân, xinh lắm. 45-50 cân mặc vừa em này dáng kẻ luôn. 45-50 cân em này chất nó sò đấy. Nó sẽ hơi hơi giống kiểu da lộn nhá. 200.000 mã số là 749, có đai luôn. Mã 749 cho em luôn. Đây này, bác là hỏi phao em tay nhé. Phao dễ rồi. 738 cho chị Hà Lan. Đấy phao là hết cho nha các bác nha, không có nhiều phao đâu. Em này các chị này, phao em các chị này. Em phao này size S 45-50 cân. 45-50 cân này, em này đây là mũ nhé. 45-50 cân mặc vừa em này. Phao 100.000 mã 740. Không nhanh thì không còn phao nhé mọi người nha. Mã 740 này, dạ em miếng đi. Dạ ép miếng cho em mọi người này. Dạ ép miếng trong nó có lót một lớp lụa bên trong. Em này size L rồi ạ. 55-60 cân này, đầy đủ đai tay đai eo cho em luôn. 55-60 cân em bảo cứ đai eo các chị lấy cho em. 200.000 mã số là 719. 200.000 mã 719 cho em luôn. Màu hồng như này. Hồng size M. Một em màu hồng size M nhá. Em này theo em phải M không, em phải L, XL ấy mọi người ạ. 55-65 cân thì nó rất là rộng. 55-65 cân có đai eo này. 200.000 mã 722. 200.000 mã số là 722 cho em luôn này. Nhanh tay nhá, phao một cục em nhá mọi người nhá. Không mua nhiều phao nhá. Đây, phao đây. Một em phao này, em này phao mỏng mỏng nhẹ nhẹ này. Bên trong nó lớp lót lụa bên ngoài, à lớp lót len bên ngoài là phao. 45 tầm độ 53 cân. 100.000 mã số là 626 cho em này. Mã số là 626 em này các chị này, em này lượt giá 100.000 luôn. Giả 100.000 luôn các chị nhá. Nào, em này này. Thoải mái cho em S, M, L, XL đều vừa này. Em này ạ, 100.000 mã số là 643. Giá ngắn. Mã số là 643 cho em. Cái này đang lấy cái gì của các hàng của C. Em này nhá, cái phao nó ôm chặt vào người của mình luôn. Thứ hai nó là phao bóng và nó rất là dày dặn cho em nhé mọi người nhá, rất là dày dặn cho em luôn này. Em này ạ, 45-53 cái đầu. 45 tầm độ 52-53 cân thì mặc vừa như em này cho em nhé mọi người nhá. Bán em này các chị chỉ với giá là 100.000, phao lông vũ mã số là 763. 100.000 mã số là 763 cho em luôn này. Này em lông vũ này lấy cái gì? Em đẹp không lấy cái gì các bác ơi, hàng hiệu Elly nhá. Hàng hiệu của Elly cho em đây ạ. 626 cho chị. Phao lông 100.000 thì lấy đâu ra đúng không? Em này S màu nhỏ dưới 53 cân mặc vừa em này, dưới 53 cân này, cổ khăn này. Hàng hiệu Elly luôn mà có 100.000, mã số là 673 này. Kem mát đầy đủ này. Mã 673 100.000.
6, 7, 3 khoát của Nam nha. 5, 7, 6, 3 cho chị Lam Lam. À đấy, à, khoát nhá, em này ai lấy đi này. 45 tầm 53 cân của nữ. Dưới 53 cân của nữ này khoát này 100.000. Trời ơi, giá mềm như bún này, mã số là 540. Không lấy được tiếc luôn đấy, mã số là 540 cho em luôn. Mà lông vũ tiếp này, toàn lông vũ không lấy, lấy cái gì bây giờ? Toàn lông vũ thôi. Đây, size số 66 là size M nhá. Cái màu nó cũng đẹp, nó phối đai da luôn. 50 tầm 57 cân cho em đồng với này. Lông vũ này nó dày, nó căng như này cơ mà. 50 57 cân dày ấm lắm mà nó không, nó lông vũ rất là nhẹ mà nó không bị dày nặng trịch đâu. Em này 100.000. 100.000 của em là sao lông vũ nhá. Mã số là 499 của em cho chị. À dáng siêu nhẹ chị này. Một em dáng kiểu siêu nhẹ nhưng em này theo em ấy, một là chị nữ nào size to tầm độ từ 60-65 cân XL, hai là anh nam nào size L lấy được luôn. Em này 100.000 mã số là 795. Tập giá này và vẫn tặng người thôi. Thôi chị đã hàng mới các chị mua thử xem chất lượng như nào, còn bình thường không giá này mọi người nhá. Nhập vào không được giá này luôn ấy. Đây tiếp theo này. Em này 48 tầm độ 55 cân. 48 đến 55 cân mặc vừa em này cho em luôn này, 100.000. Họa tiết mã số là 477. Họa tiết thổ cẩm rất là đắt nhá. Mã 477 cho em luôn này. Mã 477 của mình mũ lông cho em luôn các ơi. Mã 499 cho chị Hảo thân. Phao dung này, 45 đến 50 cân. Mic mũ lông nhá, 45 đến 50 cân dưới kiểu váy xòe đẹp lắm. 45 đến 50 cân. 100.000 mã số là 546 cho em luôn nha. Mã 546 mic cả mũ lông cho em. Mã 477 cho chị Diễm Lê. 546. Đây này, em có phao này, có lắc luôn chị nhá. Phao và lắc luôn này, S và M nhỏ dưới 53 cân. Dưới 53 cân mặc quần như em này cho em luôn là chỉ 100.000, phao ấm lắm và phao căng. Mã số là 525. 100.000 mã số là 525 cho em này. Ủa phao lông vũ quá rồi. Phao này mọi người nhá, vừa mỏng vừa nhẹ nhưng rất là ấm vì nó là phao lông vũ. Bên trong của nó còn lớp len khi mà mặc được mình có thể kéo cao cổ rất là ấm cho em. SM 45 tầm 55 cân phao lông vũ này. Mà 100.000 mã số là 478 mấy đúng chị. Mã số là 478 cho em luôn nhá. Em phao nhá, còn 2 3 nữa hết phao nhá. Mã 478 siêu xinh. Đây. Em này này. Em này nhá, thoải mái hoàn toàn. Em này bán tặng mọi người nhá, bán hàng mang hàng quà em rồi nhá. 50.000 luôn nhá. Của nam 60 70 cân. Không phải 65 70 cân, 65 70 75 cân mặc vừa em này. 50.000 tặng cũng hàng rồi, bây giờ hôm nay có đơn rồi mới được ghép nhá. 50.000 mã 405. 50.000 mã 405 cho em. Mã 405 này. Đây, em phao em cũng không biết sao này, đẹp lắm. Em phao này không bị nghĩ luôn nhá. Tem mát màu tím luôn các bác ạ. Em này của nó là pha lông vũ luôn và cái dáng nó dáng hàng em nói rồi nhá, dáng cổ khăn của hàng rất là hot. Pha lông vũ này vừa nhẹ vừa ấm cho em. 45 tầm độ 53 cân. 45 53 cân này cái phao đẹp lắm. 100.000 một em, mã số là 35 không liên tiếp. Mã 35 chị quản chị Duyên. Mã 35 rồi chị ạ. Em bay nhá, là dạng này. Dạng này nó khi là sao 4 XL em có quay này to quá. Đây, lông thỏ đi ạ. Một em dạng mít lông thỏ cho em luôn chị này. Dạ mic lông thỏ cho em luôn chị này. À, dạ mic lông thỏ nhá. Em này ạ, XL 2XL. 78 cho chị Nhi Thảo. 60 70 cân, 100.000 mã 203 của lông thỏ. 100.000 mã số là 203 cho em luôn nhá. Mã 203 cho tối em. Tối nay em clip dạ vé ạ. Ôi em sẽ có live vé, ai cần vé thì mọi người tối nay nhá. L XL 55 đến 65 cân. 100.000 mã à, 200.000 chốt cho em mã số 100. 200.000 chốt cho em mã số 100 cho em này. Màu tím đi. Mấy màu tím xanh mò đi, em này rất là dễ mặc, tím xanh, 50 tầm độ 57 cân. 50 57 cân này, 100.000 mã số là 743 cho em. 100.000 mã số là 743 cho em luôn này. Mã 743 cho em size to bỏ qua luôn rồi nhá, vì không nhiều chị size to như vậy. Bên trong trần trám này. Bên trong trần trám này, màu của nó là màu mật tím đấy. Em này cũng size to lắm. Tôi đùng em sẽ bỏ qua, em này tuần này em phải tầm độ 80 70 80 cân, không có nhiều người khoan như vậy. Đây, xanh rêu đi ạ. Lên một em xanh rêu nhá. 48 tầm độ 53 cân. 48 tầm độ 52, 53 cân mặc vừa em này. Maximum 55 cân vừa em này nhá. 100.000 mã số là 254. 100.000 mã 254 này. Màu hồng quá xinh luôn đi. Em màu hồng này xinh lắm các bác, xong lấy em này đi. Em này xinh, ôi là xinh cho em này. Em này nhá, LX, không em phải LXL, đang 565 cân này. 100.000 mã số là 742. 100.000 mã 742 cho em luôn này. Mã 742 cho em luôn nhá. 742 này. Đây em này nhá. ML 50 60 cân. 50 60 cân này theo này, bán em này 100.000 mã số là 253. 100.000 mã 253 chả phải đẹp chưa? Đấy chị mút này. Chị này, em này tiếp này. Em này chị này. Em này nhá, XL 2XL 60 70 cân này.
200.000 mã số là 1. Hôm nay không có. Mã số là 190. 2 con đúng không? 3 con sao mọi người nhá. Nốt em ăn cho em nốt mọi người. Em thật sự không lấy các chị lấy cái gì đâu. Em pha lông vũ anh em mà luôn nhá. Bình thường lông vũ em rất là hiếm luôn ấy. Đấy, nhớ là năm ngoái và năm kia ấy mọi người. Lông vũ là nó sẽ không được cảm kiện lông vũ đâu, nó chỉ có ra số trần bông. Lông vũ em nào phải giá hơn 300 nhá mọi người nhá. Hiện tại còn 3 4 em lông vũ em phải nốt này. Em là lông vũ xịn luôn, các bác không lấy này em nói luôn nhá. Em là lần cuối cùng này nếu mà không lên nữa thì em sẽ nghỉ live luôn xong rồi em này. Sau đó là em sẽ không cần gặp lại như này nữa mọi người nhá. Đây em sẽ không bán nữa đâu mọi người ạ. Không có phao giá này đâu. Nên các chị nào cần thì nhanh tay, một đông lạnh bắt đầu lạnh rồi. Em này SM này 45 tầm 55 cân này. Cái này của là phao lông vũ hàng Hàn nhá mọi người nhá. Hàng Hàn phải nghĩ riêng hàng Hàn này. Nó là gần hàng Hàn Nhật, nó gần như là nhất của cái đông của cái châu Á rồi. Chất lượng nó quá đỉnh rồi. Toàn xuất ra nước ngoài thôi. Em này dáng cổ khăn này và cái màu nó bên ngoài nhá. Trên lan không đẹp đâu, bên ngoài cái màu nó là kiểu hơi xám ghi. Màu rất là đẹp luôn. SM 45 tầm 55 cân này, 100.000 mã số là 35 cho em luôn. Mã số 35 này, đây em phao trần này. Em này nhá, theo em mọi người là em này nữ được nam được. Nhưng nếu là nữ thì phải size to dưới 65 cân mặc vừa như em này, bất kể nam nữ 65 cân mặc vừa em này. Em này bán tặng mọi người với 80.000 thôi nhá, 50.000 thôi nhá. Ghép đơn cho em 50.000 mã số là 795 này. 50.000 mã 795 cho em luôn này. Đây này, dáng phao zoom đấy thì mọi người xem kéo khóa ăn hoi luôn. Em mũ lông như vậy bình thường em bán thì giá là 350.000 thôi. 35 cho chị Mai Liêu. Chứ không bao giờ có cái giá đấy là 100.000. Lần này em bán mọi người nốt bởi vì nó có vài em nữa thôi bán giá này thôi mọi người nhá, chứ bình thường nó không có. Khui kiện em này phải giá 450 mọi người ạ, chứ không phải giá 350 đâu. Đây này em này này, phao zoom này có cả mũ cho em luôn. Dáng hơi váy nhẹ nhá. 45 tầm độ 53 cân mặc cái đâu để các chị đeo zoom này. Mặc đâu chỉnh đến người cho em không sợ bị chật đâu. Dưới 50 dưới 53 cân mặc vừa em này đẹp nhất là 100.000. 795 cho chị Hoàng Vân. 546. 546 nhá. 546 cho em này cũng hai em thôi. Đây em này nhìn tôi nhá, nhưng mà nó rất là đẹp luôn, phao bóng luôn đấy ạ, mới lắm. Em này nhá bán 8.000 cho mọi người, ghép đơn cho em này. M 50 55 cân. 50 55 cân phao chị nhỉ, nó trần này, rất là cẩn thận, rất là mới cho em. 8.000 ghép đơn, mã số là 540. 80.000 mã 540. Phao cuối cùng là hết nha mọi người nhá. Mới là hết phao nhá, hết phao luôn. Này, lắc này, em có lắc hay không phải nghĩ mà rồi, có lắc hay bình thường ấy. Giá là phải hàng tiền chục triệu mọi người nhá. Em này thì cái size nó khá là nhỏ, dưới 53 cân, dưới 53 cân mặc vừa em này. Phao của nó nghiêng về, hơi nghiêng về dòng phao béo, dưới 53 cân mặc vừa em này. Thật nhưng em này 100.000 không đủ tiền ship, em nói thật đấy. 100.000 mã số là 525. Mã số là 525 để chị đáng. Đấy, hơi dưới bên cạnh. Đấy, mã 525 này, em này đẹp này. Cái em phao ngắn này, cái anh mắt tổng hợp ngắn này quá xinh luôn. Em này nhá, bình thường em bán với giá là 300 hoặc 330 vì nó là khoác tổng hợp cơ. Nhưng lẫn em bán người giá là 100.000 luôn bởi vì nó là lẫn này. Mặc sắm tay lên cho em này. Đây mặc tay cho em này. Dáng xinh cực kỳ luôn. Đây. Em này nhá, tất cả bình thường nó là bình thường khoác tổng hợp sẽ là da lộn và phối lông cừu. Em này là dạ phối lông cừu cho em. Rất là xinh luôn này, họa tiết đơn giản. Em này ML 50 60 cân. 50 60 cân mặc vừa những em này cho em nhá. Bán này 100.000 thôi, mã số là 601. 100.000 mã số là 601. Tất cả bán thôi luôn. Khoác trẻ con mọi người, mấy đứa bé sẽ về là khoác trẻ con với cả hình như là quần trẻ con như sao mọi người. Mai nhưng mà bé sẽ like mọi người ở trên tổng bài fanpage mọi người nhá. Các chị cứ theo fanpage bởi vì hiện tại bé vẫn chưa thấy hàng giật làng, nó chưa về làm hết mọi người. Chị Nhi Thảo nó chưa chạy giật làng nên chưa biết là like cái gì nhá mọi người nhá. Thì mọi người có ăn làm gì mọi người theo fanpage cho em. Một lát nữa bé sẽ lên like. Mã 6 lát sẽ lên like quần đã cho váy dạ mọi người ngay sau cái số like này thôi nhé mọi người nhá. À, xem nào bây giờ khoảng tầm mấy giờ. 36 lên ngồi cho chị ngoài thương. Khoảng tầm độ 2 rưỡi em sẽ lên like mọi người nhá. Ai cần hẹn mọi người ca sau, ca rất là ít thôi, chị nhanh tay cho em nhá. Hẹn mọi người ca sau nhá. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ca sau nhá. Tạm biệt mọi người, bye mọi người. Kêu con Thảo.